Là chim tôi sẽ cất cao thật cánh mềm, chờ làm gió ngồi bắc bao phần nỗi niềm làm mây hương hương xinh. Alo, mẹ ơi, hôm qua cái đầm rớt tay con bé đó, chị chốt cho con bé kia rồi, chắc là lúc đó chị bị ẩn comment sao á. Nhưng mà để chị coi thử trong cái bao này còn cái hàng đó không nha. Nếu còn thì chị sẽ để dành lại cho em, còn nếu không còn thì mình lựa mẫu khác nha em. Em nói thiệt với mấy chị là hôm nay mấy chị chết với em, chết la chết lớp luôn, em nói thiệt luôn. Hôm nay mà đồ gì mà mấy chị không chết la chết lớp với em, đường nào em cũng cỡ nào em cũng tiếp mấy chị hết trơn. Hôm nay là đồ về chết la chết lớp thiệt luôn á mấy chị. Hôm nay đầm về yên ơi yên à, biết bắt biết bắt lùng nó nói sao không Thủy gì à, con ơi con like được 5 cái túi xách xì gì sẽ cho con mua một cái áo khoác hết đi. Cái xong nó đem đồ lên lầu, nó xách đồ xách bàn đồ đồ nó làm tùm lum hết đó Thủy. Nó bán được 6 cái túi nha, nó bán được 6 cái túi. Xong rồi từ lúc chốt túi tới lúc mờ sáng hôm nay khách xả hết 4 cái túi. Bà nhỏ mặt buồn thiu luôn, tao không cho mua cái áo hoodie đi luôn. Nghĩ sao mà mấy cô chốt con tổng cộng 6 cái túi con like quá trời luôn. Cuối cùng xả hết còn có 2 cái túi, xả hết 4 cái. Nó nói là trong đó có cô Bích Thủy đậm đà luôn. Mày thấy nó kêu đậm đà luôn. Rồi hôm nay chị nào mà áo sơ mi phía sau nhiều chị Yên Diễm Phạm 250 sale còn 200. Tao nói thiệt ha, bán được 6 cái lận chưa, xuống là thâu giỏi gì cho con đặt cái áo. Sáng mai đi học về gì cho con đặt cái áo. Xong rồi tối mờ sáng khách cứ xả còn đúng 2 cái, cười đau cả ruột. Rồi bây giờ lên đồ nha mấy chị, lên đồ cho mấy chị nha. Cái bác coi nhà, ủa cái cục hàng kia của ai vậy anh? Sáng đẹp về đó. Ừ chứ tưởng nó có chân váy. Hôm nay cái gì nhà em cũng có hết mấy chị. Quần áo, quần lê, ống bát, quần lửng, quần đùi. Cái gì nhà em cũng có nha. Em nói thiệt là hôm nay cái gì nhà em cũng có. Chỉ có tiền là nhà em không còn thôi. Chứ cái gì là nhà em cũng có hết trơn á. Ha. Bây giờ lên like nè mấy chị. Em xin mỗi chị một lượt chia sẻ nha mấy chị nha. Áo chị không, cái đây cái đầm. Nè mấy chị à, đừng hỏi gì nữa. Hôm nay lên áo rất là đẹp. Áo đẹp quá, giờ sao ta nhận áo rồi. Trời ơi, hôm nay áo đẹp lắm chị Ethan Phan. Hôm nay áo rất là đẹp. Nè, em kiểm tra cả nha. 490 theo dõi nè. Rào lên nè. Hôm nay áo đẹp lắm chị Vương Phụng ơi. Chuẩn bị đổi tiền đô ra tiền Việt đi mua đồ. Em nói thiệt, đổi tiền đô ra tiền Việt chuẩn bị mua đồ em nè. Chứ không có thể nào mà kiềm chế được hết. Hôm nay em đi lựa đồ em cực kỳ thích. Là mấy chị biết như thế nào rồi ha. Áo em gửi chưa chị, vỏ dao tay chị chụp bill qua chưa, chưa chụp bill là chưa gửi, chụp bill rồi là gửi rồi. Mấy chị yêu ơi, áo này 180 ngàn ha. Nhưng mà áo này khổ cỡ dưới 85 kg, vải cực kỳ đẹp nè mấy chị yêu ơi. Vải bên em là em nói mấy chị là bao chất luôn. 180 ngàn một cái áo Mickey nha. Áo Mickey có rất là nhiều màu, tím nè, màu đồng nè, màu cam đất nè, tím đồng cam đất nè, đây màu vàng cực kỳ xinh. À chị chụp rồi là gửi rồi. Em muốn dồn bill là em phải nhắn tin cho chị. Sau sau mỗi cái livestream mấy chị muốn dồn bill là phải nhắn tin cho ý Yên ha. Chết rồi mới sắm vàng hết rồi. Chưa được đâu Ngọc Giang à, chưa được đâu. Cái quần em chưa xử lý cho chị hay sao? Nếu mà qua bển lộn à, không phải. Em muốn mua quần rin ống rộng 70 kg. Tôi kêu nó đổi tôi mẫu túi kia mà có người hốt luôn rồi. Để lựa đây, để cho mai chờ hàng si về lựa. Mai chờ hàng si về lựa. Tại vì mày tao biết mày thích độc lạ. Đây là màu vàng nè. Mấy chị ơi, 85 kg cũng vừa mà. Từ 60 tới 85, 87 kg đều vừa. Chốt màu cho em nha. Cam đất nè, vàng nè, xám lông chuột nè, màu ruốc nè, màu trắng nè, màu vàng nè. Có một cái màu rêu nè, 2 cái màu rêu nè. Đấy, em thì nói thiệt, có đầm 85 kg bên em là hàng gì cũng có chị. Chị Huỳnh Phấn ơi, bên em chỉ không có tiền thôi nha. Rồi chị nào chốt vàng của chị Hương Lý nha. Có một cái vàng à chị Hương Lý à.
Có một cái vàng của chị Hương Lý nha. Rồi em sẽ để cái bill chị Hương Lý ở sau lưng em ha. Em sẽ để cái bill của chị Hương Lý sau lưng em. Chừng nào chị Hương Lý inbox cho em địa chỉ số điện thoại em sẽ bỏ xuống nè. Dạ mấy chị ơi, em bán hàng cực kỳ dễ thương. Làm ơn đừng có bơm hàng em. Chị Hương Lý, em để tiếp bill của chị ở sau nha. Chừng nào chị chốt á thì chốt lên giùm em ha. Sám một cái của Hồng Phương nè, sám một cái của chế Hồng Phương. Rồi 108 của chị Hồng Phương nè. 5 phút nữa mà em không có địa chỉ mấy chị chốt hàng là em xin phép xả hết nha. 180 ngàn của Hồng Phương. Em thì em thích màu đồng. Đây, em nói thiệt với mấy chị là em cực kỳ thích màu đồng. Màu đồng. Áo sơ mi sau lưng chị 75kg vừa nha em. 200 còn có 1 cái thôi. 250 sale còn 200, còn đúng 1 cái thôi em yêu. Đừng cho ở đây chị Hương Lý, đừng cho ở đây chị sẽ bị lừa đảo. Inbox giùm cho em nha. Hồng hoa màu vàng nè, chế ơi inbox cho em. Đừng ai chốt địa chỉ số điện thoại trên này hết. Bên em chốt hàng qua tin nhắn, bên em không gọi điện chốt hàng. Chị Hồng Hoa nè, inbox nha, inbox giùm cho ý yên nha mấy chị ơi. Màu đồng của chị Hương Lý nè, màu thêm màu đồng của chị Hương Lý nè. Inbox cho em địa chỉ, đừng thả. Mấy chị ơi đừng ai thả tim thả like hết trơn á. Thả là nó bị giật cái mồng, là nó bị rớt cái, nó bị rớt cái mạng nha mấy chị nha. Hương Lý nè, màu đồng 180 ngàn của Hương Lý nè. Đấy, Hồng Phương em mập lên 72, trội lên có 2kg chứ nhiêu chừng là 80kg à. Rồi mới tính nha. Áo có giãn tới bà Cà Mau không? Có tới Cà Mau. Rồi 5 phút nữa em sẽ kiểm tra hai bill nha. 5 phút nữa em sẽ kiểm tra bill của chị Hương Lý nè. 5 phút nữa em sẽ kiểm tra bill của chị Hồng Hoa nè. Rồi mấy chị yêu ơi, em có màu rêu. Em cho mấy chị coi màu rêu rồi mình qua mẫu khác. Bên em là like riết. Không có ngồi chờ thờ mấy chị à. Không có ngồi chờ thờ nè. Có giãn tới Cà Mau luôn rêu. Chị Hồng Phương ơi, rêu đẹp không? Trời ơi, quá trời đẹp luôn. 180 chị 58kg vừa không dạ? Size từ nhỏ tới lớn đều vừa, mình mặc theo form rộng cũng được chị Hương Lý à. Có áo kiểu như ý, hôm nay áo kiểu về đẹp lắm, mày ngồi chờ tao đi. Chị nào mà hổm giờ kiếm áo lên giật 100kg thì hôm nay có được 4 cái, em nói thiệt luôn. Rồi chị nào chốt Trần Thị Thanh Hằng, bà Yên Facebook bà đâu? Nó lóc mẹ hết rồi Hằng ơi. Đồ má mấy con chó tưởng, mấy con chó biết sai tao lên nick nào là nó lóc mẹ hết rồi. Ha. Cái đầm sau lưng này không có size 82kg đâu Minh Hằng à. Rồi màu rêu nha, màu rêu, quẹo lửa mấy chị ơi. Màu rêu, rồi bây giờ chốt qua mẫu đi. Đừng có âu ô với dầu cầu dáng đông đinh. Áo này 58kg, áo này chị Hương Lý 58kg, áo này chị Hương Lý mặc vẫn được kìa anh. Tại vì nó theo form rộng. Có đầm bầu 7 tháng là chị có đầm A đâu, đầm gấu mà giờ em để em coi thuộc cái bao đầm nó nằm ở đâu. Có đầm form chữ A đầm bầu nhưng mà giờ không biết nó nằm ở đâu, mẹ nó rồi tính huệ. Cái đầm đó là đầm form chữ A, ở trước có cái nơ. Và đầm đó chị nào từ 70-75kg tới 95kg mặc cũng được, mà vải cực kỳ co giãn đó ha. Rồi bây giờ đang lên đồ nè má, tôi like cũng hết bản họng luôn á. Dạ em đang lên nè mấy chị à, em đang lên nè. Rồi bây giờ thoát ra nè. Ừ nó lóc mẹ tao hết rồi. Nè em thoát ra cho mấy chị cái, em kiểm tra địa chỉ số điện thoại nè rồi like tiếp. Chứ like mà không có địa chỉ số điện thoại bán cũng như không mà mấy chị à. Like không có địa chỉ số điện thoại bán cũng như không. Rồi nãy giờ không có chị nào cho địa chỉ số điện thoại hết trơn á. Sơ mi của Ly Hồ, Ly Hồ ơi mày đừng có chốt kiểu này, mày phải chốt trong Facebook á nha. Rồi Ly Hồ áo sơ mi 75kg 200 ngàn Ly Hồ. Có địa chỉ kèm số điện thoại Ly Hồ nè, Ly Hồ có dấu nè. Rồi hai chị kia 5 phút nữa không có địa chỉ kèm số điện thoại em xả bill nha. Ly Hồ, Ly Hồ này là ở đâu? Ly Hồ số điện thoại Hậu Giang nè, Ly Hồ Hậu Giang. 200 ngàn của Ly Hồ Hậu Giang nha. Mấy chị ơi xin mỗi chị có áo sau lưng không có sai chị yêu ơi. Lựa giùm em mẫu khác nha. Lựa giùm em mẫu khác cái tình yêu ơi. Rồi bây giờ lên tiếp nè mấy chị ơi. Có nhiều lắm chị anh ơi, bên em bao thị trường cho chị luôn á. Rồi qua mẫu này nè. Dạ tìm mãi ầu tao cũng buồn muốn chết rồi. Gần Tết á. Gần Tết đó gái à. Gần Tết. Trời ơi thiệt. Gần Tết coi như đặt hàng nó kham khổ gớm lắm.
Vâng, Tết coi như là ổng cắt xong, ổng xách cái kéo, ổng đi giấu luôn rồi. Chờ em mấy chị à, hàng nhà em mấy chị mua ngày không hết đâu. Chị mua một tuần cũng chưa hết đâu. Mấy chị mua chắc phải tháng nó mới hết đó. Rồi xong rồi, ổng xách cái kéo, tôi đi ổng đi cắt ở đâu rồi. Ba ơi, con để sầu riêng trong tủ đó ba ăn ơi. Ở sầu riêng con để ba một chén trong tủ, ba lấy ba ăn giùm con ơi. Lấy ăn đi ông nội. Có kiểu có cái đầm nào như vậy 82kg không? Có em. Kiếm đồ ôm vô đây. Hôm nay gì lại lên dệt nè. Hôm nay có những cái áo khốt mà mai mốt mày qua nước ngoài mày mặc thôi bị sang chảnh luôn. Mày ngồi im, có nhiều lắm chị Đặng Triều, đừng ai hỏi nữa. Để em nè. Mấy bà muốn áo sơ mi đúng không? Sơ mi này từ 70 tới 93kg cũng vừa nha. 280.000. Chốt thì chốt cho mau đi nha. Bên chị nhiều lắm. Mày chờ mày đợi tao một chút, mày đừng có hấu tao. Nhà tao neo đơn có mình teo à. Mày hấu teo là một hầu teo, không có biết làm cái gì trước làm cái gì sau luôn á. Tao nói thiệt. Mày ngồi im giờ một chút đi. Ừ, 3 giờ vừa kẹt xe rồi lật đật ăn miếng cơm, tôi cũng hết công suất luôn chị. Đầm em mặc hết rồi chị Vương Phùng mà hết lâu lắc rồi đây nè. Sơ mi có tổng cộng 17 cái. 280.000 có tổng cộng 17 cái nha mấy chị. Lưu ý giùm em ha. Lưu ý giùm em, sơ mi này có tổng cộng 17 cái thôi, chứ không có nhiều đâu nha mấy chị. 17 cái. Và tôi sẽ để lại cho tôi một cái trắng, một cái đen, tôi mặc là còn 15 cái. Tôi nói thiệt, tại tôi chưa có làm chứng minh mấy chị, em chưa đủ tuổi làm chứng minh cho nên bữa giờ chưa có làm chứng minh. Mấy chị thấy sơ mi mấy chị ghiền. Em nói thiệt với mấy chị là mấy chị thấy sơ mi mấy chị ghiền nè. Đây nè mấy chị à, thấy sơ mi ghiền luôn. Ghiền lớn lắm luôn ở đây nè, đó thấy chưa, trời ơi. Chị ơi là chị ơi, 93kg cũng vừa nha chị ơi. Thủy vừa nha trời ơi. Em có hai màu mấy tình yêu, màu trắng và màu đen. Cái hàng này chị nào khách đặt quên mẹ nè. Chờ một chút nha. Màu trắng và màu đen. Chồng em Hương Vương. Chờ một chút em coi thử Nguyệt Ngô bộ thể thao nhung có rồi nè. Chờ một chút, tại vì khách đặt hàng nhà có một mình em mà mấy chị. Hồng Vi có rồi nè, Bối Phương Ly. Còn một người mà thiếu một cái hàng nữa mà chưa kịp đi gỡ được. Mini chung là cũng thiếu nè. Mấy chị chờ em 1 phút 30 giây đi mấy chị. Em coi thử khách chốt cái gì ạ. Thôi dịp mẹ nói để riêng ra từ chút nữa tính sau ơi. Coi thử khách đặt gì chút nữa chốt sau ơi. Trời ơi hiện. Trời ơi mấy má ơi, sơ mi tôi vừa không. Trời ơi hiện bây giờ. Mẹ ơi con cũng chạy hết công suất rồi mấy chị. Em cũng chạy hết công suất à. Em cũng chạy hết công suất không mấy chị. Em định là chút xíu em like xong em sẽ đi lấy giày si với túi si về. Túi si Nhật mới 100% cho mấy chị rồi đó. Đây rồi, em còn một màu nữa, đó là màu trắng mấy chị yêu ơi. Màu trắng nha. Má em đèn. Trời ơi 70-93kg hơi bị đẹp luôn mấy chị. Lâu lâu nó mới có cái dòng sơ mi mà tụi hàng Quảng Châu mà nó may size bự chà bá lửa mà nó đẹp như thế này thôi mấy chị. Đây màu trắng nè. Rồi ô mấy cái này mà mấy chị mặc lên ha, mà không đẹp đâu, không ghiền đi kiếm ý yên. Con bắt tí nào bữa nó mặc cái áo đen này nó chụp nè Thủy. 280.000 một cái sơ mi như thế này. Chị nào chốt sơ mi như thế này chốt lên giùm em 280.000 nha. 280.000 mấy tình yêu không? Tình yêu nào chốt sơ mi đen chốt lên giùm em sơ mi đen nha. Trời ơi. Trời đất ơi, quỷ tần thiên địa Lulu ơi. Nói chung là đẹp quá. 280. Chị nào chốt sơ mi chốt lên giùm em 280 nha. Đó, trắng của Hồng Phương nè. Mấy cái này đẹp quá. Hơi bị sang chảnh luôn. Hơi bị sang chảnh mấy chị yêu ơi. 280 của Hồng Phương nè. Sơ mi trắng của Nguyễn Ngọc. Hồng Phương một cái. Rồi thêm một cái đen của Hồng Phượng. Hồng Phượng đừng cho địa chỉ số điện thoại trên này nha. Hồng Phượng inbox nha. Rồi em ghi chữ Hồng Phượng nè. Hồng Phượng. Hồng Phượng khách mới nè. Hồng Phượng khách mới nè. Số điện thoại là 249 nè. Rồi 280 của Hồng Phượng. Em để bill Hồng Phượng sau này nha. Chừng nào Hồng Phượng cho em địa chỉ số điện thoại là em sẽ chốt xuống cho chị nè. Nguyễn Ngọc sơ mi trắng nè. Inbox nha. Chị nào không inbox là em không chốt hàng. Chị nào không inbox là em không chốt hàng nha. Nguyễn Ngọc 6221 nè.
Nguyễn Ngọc 621 208 của Nguyễn Ngọc nè. 5 phút nữa kiểm tra địa chỉ số điện thoại. Đặng Nguyên một cái sơ mi trắng nè. Rồi còn đây Đặng Nguyên một cái sơ mi trắng. Không, vú này tới 125 lận. Cảm ơn Đặng Nguyên nè. Trời ơi, sơ mi càng mặc rộng nó càng đẹp nha mấy chị. Đặng Nguyên nè. Đặng Nguyên 208 là 5 phút nữa kiểm tra địa chỉ số điện thoại mấy chị nha. Chị Hà Kim Cương em chốt cho chị sơ mi đen, nhưng mà chị ơi chị inbox cho em nha. Chị cho trên đây là em không có tiếp nhận được đâu nha. Hà Kim Cương nè. Đó mấy chị này, 5 phút nữa em kiểm tra địa chỉ số điện thoại. Không có là em xả bill ha. Thông cảm nha mấy chị, tại vì là em chốt bill qua tin nhắn ha, em không gọi điện. 208 tại nhà có mình vợ chồng em làm, em không có mướn người. Áo đen là áo lẻ chị Thi Thô. Còn đúng một cái áo trắng. Còn đúng một cái áo trắng không bán nữa nha. Còn đúng cái áo trắng này để dành em mặc mà mấy chị. Để dành mặc bữa nào đi làm chứng minh. Rau. Chị nào chốt thì chốt lên giùm em ha. Chị nào rồi bây giờ kiểm tra tin nhắn nè. Chứ bán nhiều mà không có địa chỉ số điện thoại. Hồng Phượng có rồi nè. À, chế Hồng Phượng nè, có rồi. Hồng Phượng đâu rồi? Đây, Hồng Phượng có rồi nha. Rồi, còn những chị kia chưa có là từ từ có rồi chốt tiếp ha. Rồi lên mẫu khác đi, đừng có ai chờ đợi. Sơ mi trắng hết rồi chị Vương Phụng ơi, còn sơ mi đen thôi. Sạch sẽ trắng luôn. Không còn một cái màu trắng, còn đen thôi chị tình yêu ơi. Còn đã, cảm ơn chị Hà Vũ, còn đen thôi nha. Còn đen thôi ha. Chị nào chốt thì chốt lại giùm cho em nè. Nguyên Đặng nè. Nguyên Đặng có rồi nè, đâu rồi Nguyên Đặng đâu rồi? Đặng Nguyên là Nguyên Đặng nè, có rồi nè. Hồng Phượng có rồi nè. Đặng Nguyên có rồi nè. Rồi lên tiếp tục đồ khác đi. Không chốt sơ mi được đúng không? Sáng thấy shipper gọi mà giờ vẫn chưa thấy giao hàng. Dạ nó gọi trước cái chế đó. Chế cứ bình thường, Hà Kim Cương nè. Chế cứ bình thường đi, nó tối nay là nó sẽ tự giao cho chế à. Rồi qua đồ. Nguyễn Ngọc ơi, cho địa chỉ số điện thoại trên này em không chốt đâu ha. Sơ mi của Ngô Hiền nè. Sơ mi của chế Ngô Hiền. Mấy chế phải inbox giùm cho em, tại vì em chốt. Em chốt hàng qua tin nhắn, mấy chị cho ở trên đây em cũng không có chụp hình đâu. Mà mấy chị cho trên này là tụi lừa đảo, nó sẽ lấy địa chỉ số điện thoại mấy chị ha. Sơ mi 90kg vừa với anh Lâm, em mày hốt đi với anh Lâm ơi. Sơ mi này lâu lâu mới có chứ không có đâu, hàng Quảng Châu nó may đẹp lắm. Quế anh Lam nè. Quế anh Lam 208 tự chốt nè. Đó áo, cái đầm em mặc hết lâu rồi chế ơi. Những cái đầm em mặc hết lâu rồi, những cái gì mà em đưa lên á là nó còn. Còn những cái gì mà em không có đưa lên là nó hết rồi mấy chị. À dạ nó hết rồi nha. Rồi lên mẫu khác đi. Lên mẫu khác á chứ đừng có chờ đợi mất thời gian với nhau lắm. Còn mấy chế cũng không có thời gian. Em còn số 2 cái áo này nè, bán cho mấy chị 250 nè. 65-85kg. Inbox sao đâu, đâu có biết. Dạ có nghĩa là chị thoát ra lại, chị thấy quần áo biết size ý yên đúng không? Là chị nhìn trên cái trang chính của em, nó có chữ gửi tin nhắn. Chị Nguyễn Ngọc hỏi giùm em cái nha, chị thông cảm giùm. Tại vì em không thể nào đi kiếm nick mấy chị. Áo này đẹp không mấy chị? Ô coi vải nè. Áo này 250, comment giùm em áo đồng nha. Khi mấy chị mặc lên á, cái đây là cái dòng ở trên cổ nè. Đó, còn cái đây nó bẹt vai ra nè. Nói chung là cái áo này cực kỳ xuất sắc. 250 nha, áo màu đồng, 250 nha, áo đồng. Áo này size từ 65-85kg, áo màu đồng. Áo màu đồng em còn 2 cái, 250 nha, áo màu đồng. Chị nào chưa chốt áo màu đồng, chốt lên giùm cho em áo màu đồng nha. Rồi kiểm tra tiếp để xả bill nè. Nguyên Đặng, Hà Kim Cương có rồi nè. Hà Kim Cương có. Rồi còn ai nữa? Còn chị Nguyễn Ngọc nữa nha, Nguyễn Ngọc nè. Hồng Hoa nè, trời ơi, hai cái bà kia đâu rồi trời. Nghĩ làm sao mà mới vô mới hàng mà địa chỉ số điện thoại không cho thì chừng nào tôi chốt ông. Nè xả bill nè. Bây giờ sẽ xả bill của chị Hương Lý và chị Hồng Hoa. Rồi xả bill áo thun của Hương Lý và Hồng Hoa nha. Nghĩ sao vô chốt ba cái đồ người ta mà tự nhiên cái không cho địa chỉ số điện thoại trời. Bắp tay 43 vừa bảo bảo. Lên địa chỉ số điện thoại đi. Ủa lên chiều cao cân nặng đi, bên em tự chốt hàng cho chị. Nếu em nói chị nghe, bên em chốt hàng trừ hàng xem không cho đổi trả, còn lại là em bao chấp cho mấy chị hết ha. Em xử lý bill là mấy chị không có chê vào đâu được đâu nha. Áo đồng nha mấy chị nha. Áo đồng độ co giãn rất là nhiều. Chị nào chốt áo đồng chốt lên giùm cho em ha. Rồi bây giờ qua mẫu khác nè. Tôi mới bắt tay chị vừa. Em bao cho chị luôn đó. Mấy chị ơi mua hàng like mình dễ chịu chút. Mình khó chịu á, cũng không có mua được đâu. Mình dễ chịu chút thì shop nó cũng dễ chịu với mình à. Em nói thiệt luôn á. Tommy Bell đeo phía sau nhiêu chị? 280 ngàn.
Nguyễn Thu cao nhiêu? Đó, đó, chị tránh đây cho coi đó. Y chang vậy, cái túi là bằng da. Đấy, nó phối beo vô trọng 70-93-94kg cũng vừa sơ mi. Rồi bây giờ là cái này là em lên bộ cho mấy chị nè. Cái này em lên bộ cho chị nè. Để em coi bộ này bộ gì, bộ lửng hay bộ dài nha. Cái bộ này là bộ lửng nè. Bộ này bộ lửng nha. Bộ này có giá là 300.000. Bộ này là bộ lửng, bộ này có giá 300.000 mấy chị yêu ơi. Đây. Bộ này size dưới 88kg nè. Bộ này đầu em coi size cái nha, đừng có hấu em. Hấu em chạy tuột quần là em không biết size gì luôn á. Đây. Bộ lửng 208. Đầm caro phan trang không có vừa. Rồi đây nè mấy chị, em có 4 bộ dưới 75kg. Em bộ đây là 300.000, bộ ngày hôm qua mấy chị mua là dài đúng không? Thì bộ hôm nay là lửng. Bộ ngày hôm qua nè mấy chị yêu ơi, đẹp không? Bộ này là dưới 75kg nè, em có 4 bộ. Em có 4 bộ đủ màu nha, bộ này là bộ lửng. 300.000 bộ này dễ thương không mấy chị? 300.000 một bộ này, trời ơi mấy chị mà cầm cái vải này lên ha. Mấy chị bao ghiền luôn. 280 áo sơ mi chị, 280 áo sơ mi. Bộ này là dưới 75kg nè mấy tình yêu ơi. Có 3 bộ dưới 75kg và còn lại nè, nó nhiều họ tiếc lắm nha. Em một cái đen nhé, rồi Bảo Bảo một cái đen sơ mi nè. Rồi Bảo Bảo inbox giùm cho em địa chỉ kèm số điện thoại nha, không cho trên này. Cho trên này là sẽ xả bill ha. Em không chốt hàng trên này đâu. Inbox cho em đừng có comment lên đây nha. Bảo Bảo một sơ mi đen 280 nè. Bảo Bảo mua hàng bên em cứ yên tâm đi. Bên em không cho mấy chị kiểm tra hàng khi nhận, nhưng mà bên em bán hàng cực kỳ đàng hoàng, không tin hỏi tất cả những chị ở đây. Còn cái đây là bộ dưới 85-87kg nè. Đây là bộ dưới 85-87kg, em có hai size á mấy chị. Size dưới 75 và size dưới 85-87 đây. Bộ này chị là 87kg cũng vừa, nhưng mà nhiều họa tiết lắm mấy chị à. Nhưng mà nó né né giống nhau thôi. Nó né né giống nhau mấy chị à. Được đổi nếu không vừa phải không à. Em trước inbox à, em inbox chế rồi đó, inbox rồi hả Bảo? Ngủ mơ, chị yêu nói 300 trả lời giùm người ta. Tậu em tôi giữ thì tờn, thiệt chứ. Tậu con nhỏ dễ sợ. Chiều nay nếu mà like xong tôi còn khỏe là tôi đắp hàng si về cho mấy chị nha. Tôi đắp hàng si, giày si với lại áo si về cho mấy chị nha. Chị, đó, chị Nguyễn Ngọc lấy 80kg nữa. Tậu Nguyễn Ngọc giữ gì không? Nguyễn Ngọc ơi, lên địa chỉ đi, số điện thoại. Nguyễn Ngọc ơi, giờ Nguyễn Ngọc lên giùm em địa chỉ kèm số điện thoại lại đi. Em tự chốt cho Nguyễn Ngọc cho. Ờ à, rồi, Nguyễn Ngọc lên lại địa chỉ số điện thoại đây. Đây là không có inbox nè. Không inbox rồi, cho địa chỉ số điện thoại lên lại đi. Rồi tôi gọi điện tôi chốt hàng cho bà cho. Nha Nguyễn Ngọc. Chứ giờ bà mua kiểu này mà tôi không chốt cho bà thì cũng không được ha Nguyễn Ngọc ha. Rồi lên lại địa chỉ số điện thoại vô một vòng đi Nguyễn Ngọc ơi. Nguyễn Ngọc nè. 300.000 nè. Nguyễn Ngọc bộ 80kg 300.000 nè. Trần Hiền một bộ dưới 75kg của Trần Hiền. Dạ ok Trần Hiền nè. Trần Hiền inbox cho em địa chỉ kèm. Trần Hiền này không có dấu. Trần Hiền nè. Trần Hiền 300 nè. Trần Hiền inbox cho em địa chỉ kèm số điện thoại giùm em nha Trần Hiền ơi. Hồng Phượng lấy một bộ dưới 75kg của Hồng Phượng nè. Hồng Phượng nè mấy chị yêu ơi. Hồng Phượng nè. Ôi bộ này vải hơi bị đẹp luôn. Bộ này 300 nè. Rồi Hồng Phượng bộ này nè. Đấy. À, một bộ của Nguyễn Ngọc mua hàng chị yên, mấy chị yên tâm nha. Cảm ơn gái Nguyễn Ngọc có số điện thoại nè. Rồi thiếu cái địa chỉ nữa. Trần Hiền bộ dưới 75kg ok. Một bộ 75 còn một bộ 85 của Đặng Nguyên. Dạ ok chị Đặng Nguyên nè. Ui vải này mà chị Nguyên cầm vô vải sướng lắm. Cái bộ này mà chị Đặng Nguyên cầm vô vải cực kỳ sướng. Chị Đặng Nguyên 300 nè. Đặng Nguyên 300 nè. Biết sao không Bảo Bảo chị yên mất địa chỉ số điện thoại. Bảo Bảo chút nữa inbox vô Facebook giùm chị nha, inbox vô fanpage nha. Váy kẻ sau dưới 75kg thôi. Váy kẻ 70kg có một size free size nha. Hồng Phượng, Hồng Phượng một bộ 80kg của Hồng Phượng nè. Ok Hồng Phượng nè. Hồng Phượng mới. Sợ cái Hồng Phượng với Hồng Phượng cái nó giống nhau cái Hồ Anh Phước xuống. À, lấy bộ hồi nãy chị lấy rồi Trần Huyền inbox địa chỉ số điện thoại nha. Chị ơi lấy bộ đầu. Em nói chị Hiền nghe là vải nó né né với nhau hết trơn á. Nó né né nhau hết trơn hết trọi á chị. Có lai quần đùi nha chị lòi vỏ. Có lai quần đùi, có bộ màu vừa, có bộ dài tí xíu lên bộ dài. Rồi mấy chị có chốt bộ này nữa giùm cho em không?
Bây giờ chị, cái chị gì vậy? Cái chị gì mới cho số điện thoại á, lên giùm em địa chỉ giùm em cái áo đồng cộng sơ mi đen của Kim Vân. Trời ơi, cảm ơn Kim Vân nha. Khách bị tồn nè, áo đồng cộng sơ mi đen của Kim Vân nè. Kim Vân ơi, inbox chị em địa chỉ số điện thoại nha Kim Vân ơi. Kim Vân nè, Kim Vân áo đồng 108 nè, kèm sơ mi đen của Kim Vân 108 nè. Inbox đi Kim Vân ơi, đừng cho địa chỉ số điện thoại trên đây giùm em nha Kim Vân ơi. 208 của Kim Vân nè, 208 với lại 108 của Kim Vân nè. Inbox nha, còn cái chị gì, còn một chị nữa, Trần Huyền nè, kiểm tra tin nhắn nè mấy chị. À, kiểm Trinh Phạm, ủa Trinh Phạm mũi gì vậy? Nguyên Đặng có rồi hà, Kim Cương có rồi. Ủa Trinh Phạm mũi gì mà vô đây giơ ngón tay vậy trời. Thẩm Mỹ Cẩm Tú hết lâu rồi trời ơi. À rồi, hai chị nè, Trần Hiền ha, Trần Hiền 300. Em nói với chị là phải nên ná nhau hết mà kiểu nào cũng đẹp ha. Cho em xem sơ mi đen. Chị Trần Hiền ơi, chị không chốt cho em địa chỉ kèm số điện thoại, em không chốt đồ nữa đâu nha. Em bán hàng em chờ cái chốt địa chỉ số điện thoại mà mấy chị không có nhớ. Bảo Bảo cho địa chỉ số điện thoại chưa nè? Bảo Bảo 208 nè. Mấy chị không cho là em không có chốt đâu ha. Tay nhỏ nè. Em nói thiệt với mấy chị á, bộ nào cũng đẹp á. Em bao cho mấy chị luôn, bộ nào xấu quăng trả lại mặt em. Tại vì sao? Hàng bên em lúc nào hàng cũng được lựa hết trơn. Em đã lựa hết rồi. Em đã được lựa hết rồi mấy chị à. Rồi, bây giờ em sẽ lên cái bộ này cho mấy chị nè. Mà mấy chị ơi, em nói mấy chị nghe nè. Bộ này em có tổng cộng là mấy bộ à. Nhưng mà nó có, cái quần nó là quần lỡ mấy chị. Cái quần là quần lỡ nha mấy tình yêu ơi. Bộ này để em coi giá nhiêu nè. Bộ này là 270 ngàn mấy chị ơi. Bộ này 270 nha. Bộ này 270 ngàn. Chị nào chốt bộ này chốt lên giùm em. Bộ này cũng có size dưới 75 và dưới 85kg. Ở trước là đều đính đá hết nha mấy chị. Hôm nay áo về đẹp lắm. Đó, áo đen phía sau giá nhiêu? 280. Dạ không chị, em không có chờ chị ơi. Em chờ mấy chị, chỉ còn một từ quên là bill em đã tồn lại rồi. Là bắt đầu là em lại xả bill nữa. Dạ em không chị, mấy chị thông cảm giùm em cái. Đây nè mấy chị, ôi cái quần sướng dễ sợ. Bộ này 270, bộ beo. Bộ beo 270 nha. Bộ beo 270 ngàn, dưới 75kg và dưới 88kg vừa. Bộ này đẹp lắm kìa anh ơi. Cái bộ beo này đẹp lắm nè. Nhưng mà ha, nhưng mà em có hai mẫu vải beo nha. Beo đây và beo bạc ha. Rồi chị Bảo Bảo có rồi nè. Rồi Bảo Bảo có rồi nè ha. Vân Kim có rồi, Vân Biêu, Vân Kim xuống nè nha. Kim Vân nè, Kim Vân hai cái rồi, Vân Biêu, Kim Vân xuống. Còn mỗi một chị Trần Hiền nữa. Rồi cảm ơn Kim Vân, cảm ơn Bảo Bảo nha mấy chị nha. Rồi bộ này thấy rồi. Bộ này không có size của chị Nguyễn Ly. Size của chị Nguyễn Ly là tí xíu, có áo len giật. Có áo len size của chị Nguyễn Ly. Chút nữa có áo len size 100kg mấy chị. Đó, em không thích đeo rồi. Ok, em không thích đeo thì chị biết rồi. Mua đồ shop với Yên cực kỳ yên tâm về chất vải. Cảm ơn cục cưng. Cảm ơn cục cưng. Bữa giờ bà Yên Tăng bà chưa có cái mẫu này đâu. Bữa giờ hứa luôn bà Yên Tăng bà chưa có cái vải này đâu. Bữa giờ Yên Tăng chưa có cover shop đâu ha. Yên Tăng bộ này 330 nè. À không phải, bộ này bộ lửng. Bộ này bộ lửng, chút nữa bộ dài mới có của Yên Tăng lận ha. Thấy em không? Thấy rồi. À, bộ xét quần lửng, dạ xét quần lửng là tới qua đầu gối một tí xíu rồi chị. Xét quần lửng là qua đầu gối một tí xíu rồi nha chị nha. Cho em coi lại bộ beo. Ok chị Yên chốt rồi, sơ mi beo giả beo 280 ngàn mấy chị. 280 giùm em ha. 280. Ê đó nè, hàng xuất tự nhiên gần Tết, tao không có mày. Hồi chiều nay tao chốt được 14 cái đầm mà tới ngày mai nó mới đem về cho tao nhỉ. Chứ không phải là tao chơi hàng Quảng Châu thì không có hàng á, buộc lòng phải như vậy á. Tiền Trần có rồi nè. Đây nè mấy chị, cho mấy chị coi lại bộ 270 nha. Có size 75 và size 85kg. Bộ này là 270 nghìn, áo đính đá hết nha mấy chị nha. Vải bên em cực kỳ thích áo đính đá. Còn quần beo nè mấy chị. Đây, mấy chị thấy quần beo thích không? Rồi, chị nào chốt bộ này chốt lên giùm cho em nha, bộ beo. Bộ beo có size dưới 75 và size dưới 85. Đấy, chị nào chốt bộ beo thì chốt lên giùm em bộ beo với. Chốt lên giùm em bộ beo nha. Bộ beo size lớn á. Bộ beo size lớn là quần beo này, quần beo bạc ha. Rồi, bộ beo. Chị không chốt hàng bộ beo đúng không? Qua mẫu.
qua mẫu hả chị? Chắc trâu từ đây tao tấu like, like sớm sớm thì đi lấy hàng ti về tối chơi mấy chị có đầm em, còn like mà trễ trễ thì thôi. Rồi hẹn ngày mai, hẹn trưa ngày mai nha mấy chị nha. Rồi lên tiếp nè mấy chị ơi, lên tiếp giùm em nhé. Em nhận được hàng rồi, vải đẹp chị ơi, mê luôn, cảm ơn Minh Tiết nè. Mau lẹ dễ sợ. Tối nay lên hàng xưởng nha, tối nay lên hàng xưởng nhà em. Hàng xưởng nhà em tối nay có hàng về đó mấy chị. Đây nè, áo len nè. Nhưng mà giá không có thấp mấy chị ơi. Áo này đúng giá không thấp luôn á. Áo này dùng từ là giá cao chót ngót. Áo len giá 400, nhưng mà có size tới 100kg. Bộ 300, 60kg bộ 300 vừa chị Quốc Đại. À, 60kg bộ 300 vừa nha Quốc Đại ơi. Rồi bây giờ lên áo len cho mấy chị nè. Đầm đấy chị. Nói chung là chị khui cục nào là chị quất cục đó đó. Kim Vân, mày chờ tao một chút đi Vân ơi. Mày chờ chị một chút đi. Lấy quần dài nhớ mà, nhớ mà. Chị cũng nhận hàng rồi, ok chị trao lưu đây nè. À, len này. Để em coi nha. Để em coi cái size của len này cái mấy chị à. Len này có giá, có size bự nè. Len này đây nè. Cái này size 90 tới 100kg nè mấy chị. Cái len này là size 90 tới 100kg, 85 tới 100kg. Chị nào thích mặc thì vẫn mặc được size này ha. Dạ em nhớ rồi, chút nữa em bung cái cục đó ra trúng quần dài em đưa cho chị cho. Chờ em chút cho chị. Cái bao này là bao áo nè. Nhưng mà bao này có bao áo sang trọng. Đẹp không mấy chị? Dạ 400 nhưng mà nó có giá trị của 400 nha mấy chị. 400 mà có giá trị của 400. Áo này em có size, size này là từ 85 tới 100kg nè. Size này 85 tới 100kg, size này 400 len dệt. Len này thì mấy chị mặc mùa này là hơi bị sướng luôn rồi đó ha. Len dệt này 400, size lớn nè. Size lớn ha. Size lớn 400 cục này. Chị nào chốt size lớn thì chốt giùm em len dệt 400 nha. Len dệt 400 size lớn. Cũng giống như vậy mà len dệt này em có đen và xanh đen. Cũng giống như vậy luôn mấy chị mà em có size nhỏ. Là size này từ 60 tới 85kg vừa, 65 tới 85kg vừa. Vẫn là 400, vẫn là 400 mấy chị. Nhưng mà sao mấy chị biết không, nó quá trời đẹp luôn. Cái này mà chị nào 90kg vẫn vừa áo này nè. Chị nào 90kg vẫn vừa áo này nha. Áo 400 lên dệt 400. Chị nào chốt lên dệt 400, chốt lên nhà em lên dệt 400 ha. Lên dệt 400. Lên dệt này là bữa giờ không, chút nữa có cái áo khoác này Bích Thủy ơi đẹp lắm. Tao nghĩ là mày sẽ thích tại vì nó không có đụng hàng, đụng háng với ai hết trơn á. Không đụng hàng, đụng háng nha. Tiếp tục mấy chị. Em lỡ lên cục áo rồi mấy chị cho em đi hết cục áo nha mấy chị. Chứ em like cũng hết tốc độ bàn thờ không á. Đây là bao quần nè. Đây là bao quần, chút nữa em lên cho mấy chị nè. Nhưng mà cũng phải chờ em, đừng có hấu em. Má hấu em chạy tuột quần luôn á mấy má. Cái áo này nè, em năn nỉ mấy chị lấy luôn á, 400. Tại vì sao? Tại vì nó có mấy cái à mấy chị à. Tại vì có mấy cái mà em hết miệng cái rồi nha. Em mà hết miệng cái rồi à mấy chị à, coi giùm em cái. Đây. Hồi lộn. Đây. Đây nè mấy chị. Em cất cái này vô nha, em cất cái mạc vô. Coi giùm em cái áo một cái. Đây. Len. Len đồng cho em. Ủa len đồng là len nào mấy mẹ? Ủa nãy giờ em lên cái len đồng nào mà Khánh Ly Ly? Chị, đừng có làm em sốt nha. Len đồng này hả Khánh Ly Ly, dưới 75kg nha. Len đồng nào dưới 70kg càng đẹp nữa. Đây nè mấy chị, coi giùm em cái áo 400 nè. Mà nó không có nhiều mới ác nhơn chứ. Nó có vài cái à mấy chị, coi giùm em nè. Trời ơi, ở ngoài nó cực kỳ sang. Cái tay nó cũng đẹp mà ở sau lưng nó cũng đẹp nè mấy chị. Đây, form này dưới 80kg. Form này chị nào 82kg cũng vừa. Nhưng mà dưới 80kg, 82kg đi cho nó đẹp ha. Cái len dệt hồi nãy có size của Tú, của Lý Trần nè. Áo đen này dưới 80kg 400.000 mấy chị. 400 áo đen này nha. Chị nào chốt áo đen 400 chốt lên giùm cho em áo đen 400 nè mấy tình yêu ơi. Áo đen 400 nha. Chị nào chốt áo đen 400 chốt lên giùm cho em áo đen 400 ha. Áo đen 400. Chị một cái áo đen của chị Như Thảo Dương nè. Dạ ok chị. Áo Chanel nè. Để từ em kiếm áo đen nha.
Em kiếm áo đen size của chị Như Thảo Dương nha. Nó có size lớn nè chị à. Đây Như Thảo Dương. Như Thảo Dương 400. Là dưới 90kg á. Một bộ 300 nha chị. Một bộ 300 size nhỏ của Quốc Đại. Quốc Đại ơi, inbox cho em địa chỉ kèm số điện thoại nha. Đừng cho trên này nha Quốc Đại ơi. Làm ơn đừng có cho trên này giùm em với. Cho trên này rồi cái quỷ tụi lừa đảo nó không có chịu làm. Nó ngồi nó chờ hả? Nó chờ mà mấy chị á đưa địa chỉ số điện thoại lên là nó táp như táp cứt kìa. Áo sơ mi beo trắng hết rồi chị. Áo sơ mi beo trắng hết rồi, còn beo đen thôi. Còn beo đen thôi tình yêu ơi. Đây 2X nè. Còn beo đen à chị chịu không? Chị chịu beo đen không? Em còn beo đen thôi chị ơi. Rồi Quốc Đại nè, inbox cho em địa chỉ kèm số điện thoại nha Quốc Đại ơi. Quốc Đại 300 nè. Quốc Đại bộ thể thao 300 nè. Nè em để sau lưng nè, chừng nào chị Quốc Đại inbox em địa chỉ kèm số điện thoại là chốt ha. Sơ mi này em còn dày thôi mấy chị. Ha. Rồi, chị nào chốt áo 400 chốt lên giùm em có size. Áo đen 65kg. Dạ áo đen nào á Thảo Ly ơi, Thảo Ly nói rõ rõ giùm em cái. Áo đen 400 này thì comment giùm em áo đen. Đây. Áo đen này nè, có size dưới 80 và dưới 90kg đẹp không mấy chị? Mà cái quan trọng là cái vải nó cực kỳ đẹp luôn. 400.000 áo đen này. 400.000 áo đen này nha mấy chị, comment giùm em áo đen 400. Cho xem sơ mi beo đen đây là chị. Sơ mi beo đen là chị. Sơ mi beo đen thì còn cái gì nữa đâu mà chê mấy chị coi nè. Mấy chị thấy nó phối, nó kể cả nó phối cái túi da cũng đẹp nữa. Ha. Rồi, chị nào chốt cái gì thì chốt lại lên giùm em nha. Áo 400 áo đen. Chị nào chốt áo đen này 400 chốt lên giùm cho em áo đen 400. Áo đen 400 nha. Chọn chút Lý Trần ơi. Áo đen 465kg của Thảo Ly. Dạ em để ba áo của chị Thảo Ly ở sau lưng nè nha. Em để áo của chị Thảo Ly ở sau lưng nè. Chừng nào chị Thảo Ly inbox cho em địa chỉ kèm số điện thoại thì em sẽ chốt với chị nha. Coi thể thao đi em. Coi thể thao hả chị. Đây thể thao nhưng mà bữa nay là thể thao lửng nha cục cưng. Thể thao lửng còn được mấy bộ nè. 4 bộ Tommy Bell 280.000 hả Rô Nguyễn ơi. Lâu lâu hàng Quảng Châu nó có cái size lớn này thôi. Đây nè mấy chị. Đây là Nguyễn Thị con kẹt ơi. Đẹp không? Trời ơi em nói thiệt á. Cái này mà không đẹp nữa đi kiếm em ha. Nguyễn Hạnh, đây là em đang đưa lên là chị Nguyễn Hạnh. Nhưng mà để coi thử còn size chị Hạnh không chứ còn size lớn không à. Còn chị Hạnh có lấy thì mai em lên em kiếm lấy. Cái này là bộ lửng nha, không phải là bộ dài ha. Bộ 300 này là bộ lửng. Nó có như nó nói chung là form nào mẫu nào nó cũng đẹp hết trơn á. Nhưng mà bây giờ còn size dưới 85-88kg thôi. Size nhỏ là em hết rồi. Cái này là Versace nè chị, Versace đẹp không? À, cái này cũng là Versace mã số 3 nè. Đấy. Em nghĩ chị nên lấy Versace mã số 3 giùm cho em đi. Huệ Nguyễn chờ chị một chút nha Huệ Nguyễn. Lấy áo sơ mi đen xong nè Huệ ơi. Rồi. À, hồi nãy ai hỏi? Hồi nãy Lý Trần hỏi áo này đúng không? Có cỡ em đây nè. Hôm nay cái áo lên nè, sơ mi này Lê Thảo mặc cũng vừa nè. À, áo đen hồi nãy 90kg Lê Thảo mặc cũng vừa nè. Nói chung là nãy giờ toàn size Lê Thảo không á. Đây nè mấy cục cưng ơi. Áo len này 400.000 nhưng mà có size lớn. Áo len 400.000 có size 85 tới gần 100kg luôn. Áo này thì tới 90-92kg cũng vừa nè. Áo này là coi như là hơi bị thoải mái. Nhưng mà cái này là từ size từ 70kg trở lên nha. Chị nào dưới 70kg đừng lấy ha. Chứ lai giờ này tối lai lại mà. Tối giờ lai lại. Bé Nguyễn Thủy con cặp một bộ thể thao nè. À ơi, hôm nay áo trăm áo này có size tới 100kg nha, nhưng mà áo này hơi cao tiền 400.000 mấy chị. Size lớn thì nó không có in cái đá đây nha, nó in đá khác nha, nói cho mấy chị biết chứ. Rồi ôi lên dệt nè mấy chị ơi, lên dệt nè. Ô quá trời đẹp luôn mấy chị à. 400.000 nó có cái giá của 400.000 chứ không phải tàn chìm tàu dớt vào bán rẻ mà bán 400.000 đâu mấy má. Không hề nha. Không hề. Chị nào chốt thì chốt giùm cho em áo len dệt nha. Có một size dưới 90kg và một size dưới 100kg. Len dệt này chị nào 70kg tới 90kg cũng vừa nữa ha. Rồi lên tiếp đi mấy chị. Chị nào hồi nãy rồi coi lại đen đâu rồi.
Bộ thể thao chị, bộ thể thao của Ngô Hiền nè. Bộ thể thao của chị Ngô Hiền nè. Ngô Hiền. Dạ Lê Thảo ơi, cho em lên lại chiều cao cân nặng đi Lê Thảo ơi. Chị Ngô Hiền 300 nè. Dạ phải ráng đu theo em chứ không em đói em chết luôn á mấy chị à. Thảo Ly em inbox rồi, ok chị em kiểm tra Thảo Ly nha, kiểm tra tin nhắn Thảo Ly. À và đó Thảo Ly có rồi đây. Đâu rồi của Thảo Ly? Đây Thảo Ly có. Thảo Ly là 400 ngàn có Thảo Ly rồi nè. Đấy có Thảo Ly rồi, còn ai nữa đâu. Còn mấy chị này là Quốc Đại. Chị Quốc Đại ơi. Chị Quốc Đại à, 5 phút nữa em không có địa chỉ chị Quốc Đại là em xả view nha. À, chắc như nước khác em nhận áo khoác đen 550 rồi mẹ lấy thể thao màu mè. Không có, không có màu mè, bà tin tôi đi ha. Bà tin tôi đi, 90kg, 1m6 Lê Thảo Quốc vừa đó. Lê Thảo Quốc không vừa em cho Lê Thảo đổi, ok chưa. Còn một bộ cuối cùng Quốc nè, Quốc cho Lê Thảo nè. Lê Thảo ở thành phố mà Lê Thảo không vừa ý yên cho Lê Thảo đổi trong vòng một nốt nhạc đúng không. 300 ngàn mà em nghĩ chắc chị vừa, em vừa mà. Em vừa mà em vẫn còn thoải mái ha. Áo sơ mi ở sau là 280 ngàn, 70 tới 92, 93, 94kg. Y vậy em mấy chị. Rồi bây giờ em lên lại cái áo 400 lần nữa rồi em qua mẫu nha. Em lên lại áo đá 400 một lần nữa em qua mẫu. Áo đá 400 nha mấy tình yêu ơi. Áo đá 400. Chị nào chưa chốt áo đá 400 mà làm ơn nhanh tay mà lẹ mắt mà mau lên mà nhanh lên. Chốt áo giùm mà cho em mấy chị ơi. Vì tự nhiên cái áo ta thiệt đẹp vậy, tôi quấn cái cọng dây vô giống như bị gấu ngựa ghê trời. Mấy cái thằng quỷ âm binh đầu đinh này thiệt đó chứ. Mặc đây không vừa em đổi cho chế trong vòng 1 ngày. Ví dụ như mà cái bộ đó chật 300 đúng không, ngày mai mua bộ khác. Ví dụ như cái bill 500 em trừ 300 lại đưa cái bộ đồ về cho ship. Áo nè mấy chị, coi giùm tôi cái phơm áo cái đi mấy má. Mấy má làm ơn làm phước gì vậy bay. Đưa cái áo lên cũng nên hồn nữa chứ. Chờ chút em gỡ cái đùm đấm đùm mà này. Này nó ra à mấy chị. Trời ơi trời ơi chị ơi, chị inbox giùm cho em được không chị Quốc Đại. Chứ chị cho địa chỉ số điện thoại trên này là em không chốt đồ đâu. Em nói thiệt á. Chị phải inbox tại vì em không có gọi điện chốt hàng cho ai hết trơn á. Chị phải inbox cho em ha. Chứ chị cho trên này em không có chốt đồ đâu. 400 ngàn áo đen có hai size dưới 80 và dưới 90. Dưới 82 và dưới 92 cũng được ha. Có hai trời ơi số lượng ít lắm mấy má. Không có nhiều đâu mấy má mà cầm cái vải của cái áo đen này lên mấy má ghiền mê tơi luôn. 400 áo đen dây chuyền. 400 400 400 nha. Áo đen dây chuyền mấy tình yêu ơi. Tình yêu đến em không mong đạo gì. Tình yêu đi em không có, hôm nay có. Tình yêu đi em không hề hậu tiếc. Có sai yên tăng, tôi lấy sai cho bà yên tăng luôn. Nè tự chốt nè yên tăng à. Nãy giờ bán ế quá tự chốt nè. Yên, thôi áo này đẹp lắm má ơi. Áo này cực kỳ đẹp. Nội mà nhìn cái mẫu không với cái vải không cũng say sẩm Bồ Tát nữa mấy má ha. Rồi qua mẫu đi. Đừng có ầu ơ với dầu cầu dán đóng đinh nè. Thủy ơi Thủy à. Sao mày ngầu im ru vậy Thủy? Bộ mày không thích hàng Quảng Châu hả Thủy? Mày nói một phát một đi Thủy ơi Thủy à. Em ơi em à. Áo chưa hết đâu. Trước khi qua cái áo Gucci này em quốc cái áo này à. Cái áo này là bao nhiêu người đều phải muốn mua nè. Mà số lượng rất là ít ra. Kiếm chỉ quần rin rách đi em vòng bụng trăm. Chút nữa em cho mấy chị lên cái quần vải bên em. Chút nữa nè. Chút nữa em lên cho mấy chị quần vải bên em với quần legging bên em mấy chị ghiền. Ờ tối em vô xem em bảo ok ba em. Nè áo này là số lượng ít lắm nha. Chị nào từ 70 tới 100kg là coi như là giờ không chốt là tấu không có chốt đâu. Tại vì mấy bữa là em về áo 180 cho mấy chị không có đính đá. Hôm nay áo 250 có đính đá. Đây mấy chị. Hôm nay áo 250 có đính đá nè. Đây những cái chỗ này là đính đá mấy chị thấy không. Trời ơi 70 tới 100kg áo chờ neo mã số 1 250. Mấy chị ơi coi cái vải nó nè mấy chị ơi. Một trăm, quả lộn, một, quả vật, mã số 1, mã số 1. Lẹ lẹ lên, lại lại đi, quẹo lửa đi.
Lẹ đi mấy chị ơi, mua con cu tặng cái lưu, mua cái lưu tặng con cu. Mã số 1, mã số 1 250 nè. Mã số 1 250 là Gucci nè. Trời ơi mấy cái đây mà mấy bà không chốt nữa thì chết luôn. Thị Nguyễn Thị Minh nè, chị Nguyễn Ly một cái mở hàng nè. Wow, trời ơi, cảm ơn chị Nguyễn Ly. Inbox là tin nhắn ở đâu vậy? Mấy chị ơi hướng dẫn giùm chị Thị Thu Mạch cái mấy chị ơi. Đây nè chị Nguyễn Ly nè. Quẹo lửa đi. 250 ngàn của chế Nguyễn Ly nè. Hai chị, chào chị Tâm Ngọc nè. Trời ơi 70 tới 100 ký nha. Mã số 1 ha. Mã số 1 nè, ghi cái mã số 1 lên cho chút dễ kiếm mã số 1 nè. Dạ mấy chị ơi, mã số 2 em có một cái thôi nha. Mã số 2 có một cái thôi. Mã số 2 chị nào chốt là coi như cực kỳ may mắn luôn. Mã số 2 250, nhưng mà mã số 2 có 1 cái à mấy má. Mã số 2 có đúng một cái thôi. Đây. Trời ơi đẹp không mấy chị? Mấy cái này mà mặc phơm giấu quần là chết. Vậy bán cái lô hả? Tấu tấu kiếm con cu tặng cho mê coi bộ tể. Mẹ coi bộ tể thao lại đi mẹ. Chút nữa cho coi lại, giờ bỏ một nùi cái đầu. Mà đẹp. Em không bao giờ mà nói, em không bao giờ mà lấy cái phơm xính sẵn với chị đó. Mã số 2. Vòng 120 bị chặt phải không vậy? Dạ không có chị. Mấy áo này vòng 1 tới 135 cũng vừa nữa nha. Mã số 2 có một cái thôi mấy chị. Chị thoát ra ngoài, chữ tin nhắn trên mạng cá nhân nè, mã số 2 nè. Mấy bà không mua mã số 2 là tôi để tôi mặc á. Thị dạ chờ chút đi chị Huỳnh Phấn. Thị Nguyên, Thúy Nguyễn Thị Minh. Thúy Nguyễn Thị Minh em có địa chỉ số điện thoại inbox cho em Thúy Nguyễn nè. Thị Minh nè. Rồi 250 nè, rồi inbox cho em địa chỉ số điện thoại em mới đưa xuống nha. Mã số 2 em nói từ lúc đầu rồi có 1 cái à. Rồi bây giờ em lên mã số 3 cho mấy chị nè. Mã số 3 là màu nâu đất nha. Mã số 3 ghi lên bì là mã số 3 để cho khỏi bị lộn nha. Mà em đèn mơ văng văng. Mã số 3 nè mấy chị ơi. Đây. Wow, trời ơi thiệt. Mấy cái này mà mấy chị mặc với quần sọt với phơm giấu quần nha, mà nó không đẹp là đi kiếm ý yên liền. 70 tới 100 ký cũng vừa nha mấy chị. Mã số 3. Mã số 3 được 2 cái. Mấy chị ơi, mã số 3 được 4 cái, được 3 cái. Mã số 3 được 3 cái. Mã số 3 còn ở đây là mã số 1 nè. Đây là mã số 1 cho neo 2 phối 2 màu nè. Rồi cái cuối cùng mấy chị ơi. Cái cuối cùng mẹ số 4. Cái cuối cùng là mẹ số 4 nha. Đây, mẹ số 4 là cái cuối cùng. Mẹ số 4 với mẹ số 2 là coi như tương tự nhau. Mẹ số 3 của Nguyễn Nhung. Nguyễn Nhung miền Bắc nè. Mấy cái này mà mấy chị mà size lớn không lấy nữa, không biết chừng nào lấy được nữa. Mẹ số 3 miền Bắc, Mỹ Nhung miền Bắc 250 ngàn. Mã số 3. Đây là mã số 4 nè mấy chị ơi. Mã số 4 có 2 cái, nó giống như mã số 2 á. Mã số 4 nó có 2 cái, đẹp không mấy chị? Trời ơi quá trời đẹp mã số 4 luôn. Vải rất là đẹp. Mã số 4. Tommy đen trên tường chị Hà Hoàng mặc không được. Form này form rộng. 70 tới 92, 93, 94 ký cũng vừa. Mã số 4 có 2 cái. Chị nào chốt mã số 4 chốt lên giùm cho em mã số 4 nha. Em nhận được hàng rồi, ưng cái bụng lắm chị Yên. Cảm ơn Nhi Phan nha. Rồi đây Huế Nguyễn chốt em áo đen 400. Bà không chốt về đây đâu. Bà vô tin nhắn bà chốt rồi tôi sợ bà luôn á trời. Tôi nói thiệt á chứ. Khách tôi gì mà hiền dữ hiền dằn vậy trời. Ở ngoài đây mấy má không chịu chốt đâu. Đi vô tin nhắn chốt nó mới sợ ha. Chốt ngoài đây sợ người ta thấy. Gửi hàng chị Hồng Thắm hầu sáng đầu chắc trong ngày nhận được. Đây nè, Huế. Trời đất quỷ thần ơi, tin nhắn Huế Nguyên. Huế Nguyên áo 400. Ở ngoài đây không chịu chốt đâu mấy mẹ. Tiếp tục. Tiếp tục mấy chị ơi, không, cái nào không vừa em sẽ nói không vừa nha. Còn cái nào vừa em sẽ nói vừa. Đó coi cho mấy chị khỏi bao đêm em ngóng em trông. Có chốt ngồi nha, có chốt không thấy luôn á Quế ơi. Rồi bây giờ nè, còn cục nữa chút like sau rồi.
Giờ để tôi ra cục khác tôi coi thử cái cục nào có bao đồng ha. Mấy chị chờ em chút nha, em chuyển cái áo khung ra đây cái à. Cá chốt ở ngoài hả? Tôi tưởng đâu vô trong Facebook cho chốt chốt lén lén cho mấy người ta khỏi thấy chứ. Dễ sợ tôi thiệt, tôi có nhiều cái suy nghĩ mà tôi không nghĩ là tôi nghĩ tới cỡ đó luôn á. Rồi ra đi, tôi coi thử là bao này bao gì. Em đem ra bao quần nha. Chị nào hôm bữa giờ trong đạo quần thì hôm nay quần dài, quần rửng, quần rách đít, quần rách mâu, quần rách chim gì đó là coi như hôm nay hội tủ về đầy đủ trong sân khấu của nhà em hết ha. Áo đen treo là sơ mi 70-92-93kg nha chị Nguyễn Nhân, giá trị là 280.000 nha chị Nhân ở. Chị Nhân ở là chị Nhân ở hen hen chị hen. Rồi kiểm tra mấy cái bill ở sau lưng tôi nè, kiểm tra mấy bill sau lưng tôi nè nha. Quốc quốc đại còn một bộ thể thao lửng dưới 75kg, ai chốt thì chốt cho em. Còn ở đây là của chị Thúy Nguyễn Thị Minh. Thúy Nguyễn Thị Minh chưa có nha, Thúy Nguyễn Thị Minh ơi, chưa có địa chỉ số điện thoại nha. Trong vòng 5 phút nữa không có là em xả bill đó nha, tại vì cái đó rất là nhiều người đặt ha. Đó. À, lấy em sơ mi 7 là áo kẻ, áo kẻ treo bao nhiêu? Cái này là cái đầm chị. Áo kẻ sau lưng là lên dệt dưới 85kg 250 nha chị Tuyến. Áo đen treo của chị Hồng Thắm nè. Của chế Hồng Thắm. Hai trăm tám mươi ngàn. Ủa lấy cái đó là lấy cái gì vậy? Áo đen treo. Áo đen treo là sơ mi nha Nguyễn Nhân. Sơ mi nha Nguyễn Nhân. Rồi Nguyễn Nhân inbox cho em địa chỉ. Không cho địa chỉ số điện thoại ở đây. Cho địa chỉ số này em không có chốt đâu nha. Cho địa chỉ số điện thoại trên này em không chốt đâu. Inbox cho em nè. 208 áo sơ mi đen của Nguyễn Nhân nè. Khi nào mà inbox thì em sẽ quăng xuống em chốt bill cho mấy chị. Còn không quăng xuống chốt bill là em không có chốt đâu nha. Em không chốt nha. Cái đó size nhỏ bé Nguyễn Thị con cặc không có vừa đâu. Cái đó size nhỏ bé Nguyễn Thị con cặc không có vừa đâu. Hôm nay em có chân váy quần 140 ngàn cho chị nha, cho mấy chị nha. Từ từ hết đi mấy mẹ ơi. Mấy mẹ chờ con chút mấy mẹ. Đậu con mấy mẹ. Con đen cũng hết công suất đi nè mẹ ơi. Mấy mẹ con có chỗ nào mà anh like đồ nhanh như tôi không? Không hề. Để tôi kiếm thử. Cái này là áo khoác nè. Cái này là áo khoác nè. Dạ inbox giùm cho em đi Nguyễn Nhân ơi. Sơ mi sau lưng bao nhiêu? 280 ở đây mình. Sơ mi này là gì? Nhiêu cũng hết hết mấy chị. Nhưng mà tại không có hàng. Một lần đặt đồ là đúng 1 tháng sau mới có hàng luôn á. Thiệt luôn á. Một lần đặt đồ là phải 1 tháng sau mới có hàng. 5 phút nữa kiểm tra tin địa chỉ số điện thoại mấy chị khách mới nha. Lấy nhiều quá trời, mấy chị mua yếu quá trời, mua yếu luôn mấy chị. Chị mua yếu quá. Chị là nó nằm trong cái bao này rồi. Đầm là nó nằm trong bao này, hôm nay ít đầm lắm. Hôm nay rất là ít đầm ha. Đây là len dệt nè. Chị nào bữa giờ hỏi áo cót len thì hôm nay có. Nhưng mà có cái này 520 mà đẹp lắm chị ơi. Còn ở đó không? 280 ngàn Yên Vũ ơi. 280 ngàn. 280 ngàn Yên Vũ ơi. Ba ơi. Được lấy được. Ê đừng lấy ra. Áo ta đẹp ta không có nhiêu đó. Mẹ đi lấy ra mẹ. 301 ngàn cả hai cái. Áo khoác lên 301 ngàn cả hai cái. Lưu ý giùm em nha. 301 ngàn mà có hai cái thôi chứ không có nhiều đâu. Đây mấy chị, coi giùm em cái. Tà trước ngắn, tà sau dài. Mấy chị ơi, dưới 85kg vừa. Sơ mi đen beo em một cái của chị Kim Long Trần nè.
còn được 2-3 cái, mấy chị ở gần 20 cái còn được 2-3 cái nha. Kim Loan Trần, chị Kim Loan Trần hôm giờ nhận được cái bill nào chưa chị Kim Loan? 280 của chị Kim Loan nè. Len dệt này là dưới 60-85 kg vừa nha. Len dệt 6, chị một cái sơ mi đen của chị Nguyễn Loan. Rồi chị Nguyễn Loan inbox giùm cho em địa chỉ số điện thoại nha. Em sẽ để bill chị Nguyễn Loan trên này ha. Đây, em sẽ để bill chị Nguyễn Loan sau lưng em. Chừng nào mấy chị inbox cho em địa chỉ kèm số điện thoại, em sẽ chốt đồ cho mấy chị nha. 280-280. Áo này chị nào 60-85 kg cũng vừa, nhưng mà cái độ mịn của nó rất là mềm mấy chị. Mềm và rũ lắm. 301.000 một cái áo len dệt. Có rồi chị, đồ đẹp lắm. Cảm ơn chị Nhi. 300, Nhi quên mất mẹ rồi. 350.000 mấy chị ơi. 350 nha. 350 một cái len dệt như thế này. 350 một cái len dệt như thế này mấy chị ơi. Có hai cái thôi chứ cũng không có nhiều đâu mấy chị ơi. Cơm áo gạo tiền không có nhiều đâu nha mấy chị ơi. Kim Loan Trần nè. Sơ mi bell 208. Nãy giờ Lê Thảo chưa chốt hả? Trời ơi chốt đi mẹ, lâu lâu nó mới có cái đồ đẹp thôi. Kim Loan Trần, trời ơi cái này mấy chị mặc cỡ nào cũng dễ thương hết nha. Hết mùa lạnh mùa kia mấy chị mặc thành một cái khóc nhẹ rất là đẹp luôn. Đẹp quá trời đẹp luôn. Nha mấy ba, mấy ba. 301 lên dệt nè. 300 lốt nè. Nè hai cái đây 520 nè mấy bà. 520.000 quẹo lựa này nha. Để nói cho nghe. Để nói cho nghe nha mấy chị nha. Để em mặc hai cái này cho mấy chị coi là cái độ đẹp của nó ha. Đó. 520.000 nó có giá trị của 520.000 mấy chị. Nhưng mà cả hai cái thâu. Chứ không có ở đâu nhiều mà đẹp đâu. Cả hai cái thâu ha. Đây. Lấy Lê Thảo sơ mi đen của Lê Thảo hết luôn nè mấy má. Hết sạch luôn nè. Lê Thảo 208. Chị, bà chị bán hàng dễ thương. Cảm ơn Lan, cảm ơn gái. Đâu kiểm tra nha. Nguyễn Loan có rồi nè, chế Nguyễn Loan có rồi nè. Đó, chốt áo 400 Huệ Nguyễn có rồi. Dạ. Nguyễn gì đây? Nguyễn Nhân chưa có địa chỉ số điện thoại nha Nguyễn Nhân ơi. Nguyễn Nhân ơi, em chưa có địa chỉ số điện thoại chế nha. Trong vòng 5 phút nữa, trong vòng 5 phút nữa không có là em xả ha, thấy rồi. Đây nè mấy chị. Đây nè. Mấy chị ơi, để em diễn tả nè. Để em diễn tả cái áo này cho nên là chưa biết cái áo này nó ra sao luôn á. Để em coi thử nó mặc như thế nào à mấy chị. Đó. Để em coi thử nó mặc như thế nào nha mấy chị nha. Chưa hiểu. À hiểu rồi mấy tình yêu ơi. Hiểu rồi nha, đây. Cái mặt cái kiểu mà người phụ nữ sang chảnh mà hờ hững á mấy chị ạ. À. Cô giống như là mặc cái kiểu mà người phụ nữ sang chảnh mà hờ hững mà để đi tiệc á mấy chị đó. Cái kiểu nó giống như vậy nè đó. Xong rồi cái người phụ nữ hờ hững đi tiệc. Kéo xích cái này lên. Kéo xích cái áo này lên đấy. À, cái kiểu người phụ nữ hờ hững để đi tiệc là vậy á. Nhưng mà tới 500-mấy chục ngàn lượng mấy chị. Mà em nói thiệt với mấy chị là cái kiểu này ha. Mà đi tiệc mùa lạnh á ha. Nó đẹp ghê lắm lận. Chị áo khoác lên 301 của Nhi Trần nè. Dạ ok. Ok chị Nhi Trần. Để em lấy bịch bóng gương lên cái hả. Nhi Trần inbox cho em địa chỉ kèm số điện thoại nha Nhi ơi. Nhi Trần 301 nè. Rồi giờ chút nữa sẽ có một cái áo khoác 470.000 mà em lấy có một cái, tại vì là em dự định là cái đó về bán không được là em sẽ mặc. Tại vì mấy chị biết làm sao không? Tại vì nó đẹp quá mà điều nó mỏng manh quá mà cầm 470.000 lên là khách sẽ chê. Nhưng mà em thấy nó quá đẹp. Thứ nhất là nó là khoác nhẹ. Thứ hai nó quá dịu dàng, qua lá cành, qua lá hẹ, bông bử, bông hẹ. 301 của Nhi Trần để sau lưng nha. 301 của Nhi Trần để sau lưng. Inbox cho em địa chỉ số điện thoại nha chị nha. Nó đẹp quá mấy chị à. Nó đẹp không diễn tả được luôn á. Em mặc ngược hả chị? Em chưa biết mặc luôn á chị Quyên.
Quyên à, em chưa biết mặt luôn á chị Quyên. Ủa em mặt ngược hả? Trời ơi em chưa biết mặt. À có nghĩa là mặt từ dưới lên dày hả? Chưa hiểu luôn. Chưa chưa hiểu luôn, chưa hiểu luôn chị. Nhưng mà từ từ bán sâu đi. Để em lên em coi mẫu cái à, từ từ em bán sâu đi. Từ từ bán, 500 mấy lần mà từ từ bán. Chừng nào hết vốn mà bán. Dạ có chị, bên em gì cũng có hết mà. Gì cũng có hết trơn. Cái này em thấy người ta mặc lên đẹp lắm mà sao tự nhiên em không biết mặc, không biết nữa, em giống như quần què vậy á. Em thấy Nhi Trần cho địa chỉ rồi nè. Rồi còn cái chị gì kia là chút xíu nữa em sẽ xả nha. Em có mấy cái đầm 470 nè mấy tình yêu ơi. Em có mấy cái à, nhưng mà nó không có co giãn. Nó không có co giãn mấy chị. Nhưng mà size không có nhỏ nha. Size không nhỏ, để em rút cái thước dây à. Size này không có nhỏ mà 470 ngàn. Không, em nói thiệt luôn, cái này là 470 ngàn nè. Nó là bằng vôn mấy chị à. Nó là bằng vôn mà có lớp lót ha. Đây mấy chị yêu ơi, nó là bằng vôn. Ở dưới nó có cái là quèo 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 nè mấy chị á, cái đó quèo quèo quèo. Cái đầm này là 470 nè. Đầm này em có size dưới 70 và dưới 80 kg. Đầm này em có size dưới 70 và dưới 80 kg. Chị nào chốt đầm này chốt lên giùm cho em đầm 70 và 80 kg nha mấy chị nha. Cái này nè. Cái này nè. Là ý yên để lại cái mặt nè. Để lại cái mặt công khai luôn á mấy chị. Cái này là em để lại cái mặt công khai luôn á mấy tình yêu ơi. Còn một cái 350 ngàn. Còn một cái 350 màu đen cũng là len dệt nha. Còn cái 350. Em phải cho khăn lên trên bàn tay xuống dưới để mai em coi hình mẫu chị. Cái gì vậy má? Dạ con bán cái len dệt đó má à. Con có cái len dệt này mấy má ơi. Có một cái thôi không. Nhưng mà mấy chị biết sao không? Cái tay nó vô vàng đẹp. Nó giống như cánh của một con dơi đó mấy má. Nhưng mà cái vải len dệt này nó rất là đẹp nha mấy chị. Cái vải len dệt này nó đẹp bằng của nậu hoại quan viên hai họ luôn. Size này là từ 70 tới 88, 90 kg cũng vừa nữa. Mà có đúng một cái thôi. Kiếm cái thứ hai cũng không có mấy má ơi. Kiếm cái thứ hai cũng không có. Nay bệnh quá rồi mới trồi đầu lên. Thao tết đừng có bệnh để kiếm tiền. Cái tiêu tết cái mấy má đừng có bệnh nữa nha. Đừng có bệnh nữa giùm cái nha. Ừ để kiếm tiền tiêu tết mấy má ơi. Bệnh là không phải bệnh tháng này đâu. Hai trăm tám văn võ ơi. Xong chưa mấy chị? Xong chưa rồi để em lên cái bao áo với bao đầm nè. Rồi bây giờ lên cái bao này nha. Nói chung bao này nhà em không có gì ngoài áo khoác mấy chị à. Nhà em không có. Thiếu trai ngay ngất quá. Thôi ở dưới đi, ở dậy đi mẹ ơi. Thiếu trai làm chi mà nó ngay ngất không biết nữa. Hay là mình đi chịch dạo đi. Hay là cô ba đi chịch dạo đi. Thấy ý tưởng nó hay đó. Nhiều lúc đi lấy hàng mà lúc nào cũng có một cái suy nghĩ như thế này nè. Lúc nào cũng có một cái suy nghĩ như thế này. Ừ lấy cái đó đi, về bán không được để dành mặt. Cứ vậy không á. Nói giỡn cho cái áo khoác đẹp nhất mấy má không mua trời. Mấy má ơi mấy má. Mấy má nghĩ sao mấy má không mua áo khoác này vậy mấy má. Trời ơi nó đẹp lắm nha. Nói thiệt luôn á, nó đẹp lắm nha. Có like áo lễ, nãy giờ like áo lễ quá trời luôn. Bà vừa kêu cua Lê Kim không. Mẹ giống Hồi giáo ấy. Nãy giờ tôi like áo lễ quá trời luôn. Rồi đây có được mấy cái áo khoác hàng lựa nè. Có được mấy cái áo, em có hai cái áo khoác phơm dài. Chế nào thích áo khoác phơm dài là hốt nha. Chế nào thích áo khoác phơm dài là hốt giùm em 600. Có hai cái áo khoác phơm dài thôi. À có chị Hoa Lục Bình áo bên trời. Nãy giờ em lên áo quá trời áo. Còn một cái áo sơ mi sau lưng nữa nè. Sai mấy chị luôn. Áo khoác phơm dài mấy chị ơi có một cái nè. Ôi cô ba ơi, cô ba ơi. Ủa này không phải. Ừ này không phải, lộn. Lộn mấy má ơi. Bán cái áo này 550 trước nha. Ừ bán cái áo khoác 550 trước đi mấy má ơi. Nó là len dệt luôn ha. Nhưng mà bao đẹp luôn nha, 550 nè. Ôi trời ơi 550 mà quá trời đẹp luôn mấy chị ơi. Đây. Đây mấy chị ơi. Ủa tặng gì tặng em đi. Ủa nãy giờ tôi nói cái gì mà tặng em đi vậy.
Cái gì vậy má? Đây mấy chị, mấy chị coi thử nó đẹp không? Trời ơi chị ơi, chị nào mà 93, 94, 95kg cũng còn vừa nữa nha mấy chị nha. 70-95kg cũng vừa. Dạ mấy chị ơi, 550.000. Số lượng có hạn mà lù đạn thì làm ơn rút chốt giùm cho ý yên với mấy chị ơi. Vải của nó đẹp lắm, 90kg vừa nha chị Hồng Thắm ơi. Cái này đẹp lắm chị Hồng Thắm ơi. Chị Hồng Thắm mà cầm cái này trên tay là chị Hồng Thắm là coi như là ghiền luôn ha. Bao ghiền cho mấy chị cái áo này luôn mấy chị ơi. Áo này len dệt mà cỡ nào nó không vừa chị. Đẹp lắm. Trời ơi cái áo này đẹp lắm chị Thắm. Năm trăm rưỡi nha. Áo này là lâu lâu mới có hàng đẹp về thôi, chứ bình thường đi kiếm hàng đẹp về không có đâu. Len dệt, len dệt. Đây, thể theo yêu cầu mấy chị. 600. Thể theo yêu cầu mấy chị 600. Đây, cho mấy chị coi hàng này luôn. Hàng này là phơm dài nha. Hàng này là len phơm dài mấy chị ơi. Mấy chị ơi, mấy chị à, áo sơ mi đằng sọt tài lô có sao không thấy gửi hàng nha. Trời ơi chị tài lô ơi, chị tài lô, em bị mất nick nè chị tài lô, chút nữa inbox lại cho em địa chỉ kèm số điện thoại đi chị tài lô ơi. Mua tim đi rồi mai em gửi cho, bị mất nick Võ Thị Nghiêm, có còn cái quần què gì đâu gửi chị. Đây nè, đây là áo khoác phơm dài em nhận được đồ rồi. Chút nữa nè Ngọc Nguyên, chút nữa ngồi im đi, tại vì một trong hai mẫu nó bị hết rồi, tôi sẽ đắp mẫu khác cho bà ngồi im đi. Đây là áo khoác phơm dài nha, len dệt luôn mấy chị, rất là đẹp. Nhưng mà 600 ngàn, mấy chị ơi, 600 ngàn, trời ơi thiệt, dùng từ sao ông, quá trời đẹp luôn á. Dùng từ em giờ em không biết diễn tả về cái vẻ đẹp nó làm sao nữa mấy chị. Thiệt sự luôn á, em không biết diễn tả là nó đẹp như thế nào luôn mấy chị. Không biết diễn tả thiệt đó chứ bộ. Trời ơi nó đẹp quá thì giờ làm sao đây giờ. Quá trời đẹp. Áo sơ lưng Thanh Vi vừa nha. Áo sơ mi nè, chỗ này cổ da nè đẹp lắm. Áo này đẹp lắm, còn có một cái duy nhất á. Trời ơi cái len dệt phơm dài này đẹp quá mấy chị. Em lấy một cái khớp phơm dài. Cái này chị Vương Phụng vừa nè, 600. Đẹp quá trời đẹp chị Vương Phụng à. Cái chất nó cũng đẹp nữa chứ đừng có nói nha. Cái chất nó cũng đẹp chứ đừng có nói là không đẹp ha. Trời ơi còn cái khớp phơm dài hốt đi mấy chị. 70-90kg mà mấy chị không hút là coi như là cả một sai lầm luôn á mấy chị. Chị nào 92, 93, 94 cũng vừa nữa, đừng nói 90 nha mấy chị. Nó đẹp gơ, đẹp gớm lắm mấy chị ơi. Trời này mà nó lạnh teo mép luôn là mấy chị nên mặc những cái áo này. Em nói thiệt luôn, trời này lạnh teo mép luôn. Em lấy cái đó là lấy cái gì á Tú Ngô, nó gõ gõ giùm yên được không Tú Ngô. Cái này nè, cái áo 470 mà tôi nói tôi về tôi bán không được là tôi sẽ để tôi mặc hả. Nó mong manh quá mấy chị, cho nên là ở một cái giá 470 mấy chị sẽ không lấy. Có nghĩa là mấy chị sẽ bị tiếc tiền, nó trời ơi cái áo gì có chút xíu vậy mà. Lấy giá đó không phải chị ơi. Nè, có một cái nè mấy chị. Có một cái 470 em lấy cái đó là cái gì Tú Ngô ơi. Mày comment gõ gõ giùm cao một cái đi Cú Ngô ơi. Đây Yên Yên ơi, có một cái mỏng manh lắm mấy chị, 470 ngàn. Em nói thiệt luôn chứ em đâu có nói giỡn đâu mấy chị. Trời ơi làm em đợi hồi trời ơi. Em cũng mất mối, em cũng buồn chết mẹ luôn á chị Tài luôn. Em mất hổm giờ 2 tuần rồi đó. Ừ, chút nữa em bắt em địa chỉ số điện thoại lại nha. Mua đồ thêm đi chị. Hôm nay áo gì nhiều lắm nha. Vừa cua còn đó không vừa cua. Nè, áo này em bị hơi chật rồi. Hơi chật là còn cỡ dưới 80kg thôi. Ừ áo này em bị hơi chật rồi. Hơi chật áo này rồi. Áo này chị nào 70-75kg lấy. Còn không lấy nữa em trả lại chứ không sao đó. À áo khoác phơm dài của Tú Ngô. Rồi Tú Ngô inbox cho em địa chỉ kèm số điện thoại đi nha Tú Ngô. Trời ơi Tú Ngô mà cầm cái áo này lên hả? Tú Ngô ghiền luôn á. Rồi bỏ sau lưng nè. Bỏ sau lưng nha. Rồi bây giờ coi tin nhắn xã Biêu tiếp nè. Nhi Trần có rồi, Phạm Hạnh có rồi. Rồi cái này là của ai? Cái này là của Nguyễn Nhân, xã của Nguyễn Nhân nè. Dạ xã đi chị. Chứ để lại mà không có địa chỉ số điện thoại cũng vậy à. Áo này để em trả lại cho kho nó hơi đẹp. Áo khoác phơm đó mà. Áo khoác phơm đó còn màu khác không?
Cũng mơ dạ không. Ngồi im đó đi, 15 phút nữa em lên áo lại cho chị, chờ chút em lên cái bao này đã. Rồi xong tiếp tục nha mấy chị, lên bao khác nè. Em ơi, em là cái thứ anh thích nhất này nè. Áo này để trả lại nè, 470. Để mai em lấy cái form dài đó em coi thử còn không em sẽ lấy về cho chị nha chị. Nhưng mà em chỉ thấy màu đó nó đẹp thôi chị, còn mấy mẫu kia em thấy nó chưa có ok lắm. Bỏ sau lưng cho Tú Ngô nha. Lên tiếp nè, lên tiếp xong để lên quần sau cùng đi. Nếu mà chút xíu nữa em khỏe em sẽ đi lấy hàng si cho mấy chị. Đầy giày sinh nhật với túi sinh nhật về rồi ha. Hàng xưởng gì không ba? Lớn rồi đừng nói vậy nha. Lớn rồi đừng nói vậy nha. Chưa, nãy giờ lên một nùi bao áo luôn, không có mẹ gì hết trơn á. Nãy giờ lên một nùi bao áo luôn nè. Rồi qua coi thử cái này là cái gì. Hình như cái này vừa có áo nè à, cái này vừa có áo, vừa có xếp bộ nè, vừa có đầm phơm suông nè. Áo sọc sau lưng là áo sọc sau lưng là áo sọc sau lưng là len dệt đó chị, dưới 85 kg, 250.000 nha ché ơi. 250 chị Dung Kim ơi. Cái này vừa có áo nè, vừa có phơ, vừa có đầm phơm suông nè. À, nói chung là đủ loại. Khi nào đưa vô các cái áo thì đục không vậy trời. Em ơi, em là cái thứ em thích nhất nè. Tình ơi sao đi mãi cũng trôi bầm mưa rông. Tình em như sông vắng trong xanh vàng lặng. Rồi lên đầm nè mấy chị ơi. Lên đầm 301.000 cái nha. 301.000 cái từ 65 kg tới 90 kg, bao gọn bao vừa. Cho mấy chị coi vải này đẹp không? Quầy mẹ ơi. Mấy chị nào 95 kg của nè, đầm này trên 70 nha, đường 65 nha. Đẹp không mấy chị? Đúng là 301 nó có giá của 301 nha mấy chị, vải không? Đầm này chị nào 95, 97, 98 kg cũng vừa nha. 70 tới 98 kg. Em có đen nè 301. Xếp bộ 70 kg đi. Áo sọc đó 67 kg vừa không? Áo sọc đó 67 kg vừa chị Tài luôn. Chút nữa Tài luôn inbox lại giùm em địa chỉ số điện thoại đi chị nha. Inbox thẳng vô fanpage đi luôn, lần sau không xin nữa. Và váy nâu sau lưng dưới 75 kg, mét 6 trở lên. Mấy chị ơi, màu đen nè. Trời ơi mấy cái đầm này mấy chị mặc cỡ nào nó cũng gọn hết nha. Màu vàng nè. Màu vàng cái ánh kim luôn nha mấy chị, giống như đen luôn. Màu vàng nè. Trời ơi đẹp không mấy chị? Trời ơi vải nè, màu vàng nè. Cái đây là màu xám nè. 301 mà đẹp lắm. Mấy cái này mà chị Nguyễn Thủy con cạc không lấy nữa thì thôi khỏi mua gì luôn. Màu xám nè, màu xám đẹp không? Vừa đẹp mà vừa sang nữa chứ. Màu cam đất nè. Cam đất là Chanel khác. Màu rêu nè. 301 nha. Màu rêu nè. Vậy mà mấy chị không lấy nữa, chừng là lấy được đầm mấy chị. Màu rêu nè. Rồi mấy cái này chị nào 95 kg mặc cũng vừa nữa, đừng nói chi. Nói chung là màu đen. Em có rất là nhiều màu. Lên cái màu cam đất nữa nè. Mấy màu lấy cho em. Mấy màu lấy cho em, lấy mấy cái báo đi em lấy cho. Có mấy màu lận chị? Có mấy màu lận chị ơi? Cũng như coi nè, sọc đen rồi sọc xanh rồi sọc nâu gì đó. Tài Lưu mấy lấy mấy màu thì em lấy cho. Tại em để trong bao nào em cũng nhớ nữa. Chị Tài Lưu lấy mấy màu thì báo em lấy cho. Đây nè mấy chị, đây là cam đất nè ha. Rồi chị nào chốt mẫu đầm này chốt lên giùm em nha. Đây là đen nè, đen đẹp quá trời luôn. Đây là đen nè. Đấy, em có rất là nhiều mẫu giống vậy nha. Dạ lan lên áo nãy giờ nè chị, em có rất là nhiều mẫu.
Rồi hồi nãy là bộ thể thao 300 đúng không? Thì bây giờ em sẽ lên cho mấy chị bộ thể thao 330.000 nha. Bây giờ em sẽ lên cho mấy chị bộ thể thao 330.000 ha. Rồi em kiểm tra cái chị Tú Ngô gì nè, Tú Ngô có luôn rồi nè. Tú Ngô có luôn áo khoác nè. Ngồi nha, chúc em lên quần váy rồi cho nha. Đây là đầm nè. Rồi len dệt. Len dệt này giá nhiêu mấy chị? Chưa biết giá nhiêu. Len dệt này có hai màu. Một màu đen và một màu à. Cái mới đưa lên là đầm á mẹ. Đầm phơm ống rộng á. Len dệt mấy chị ơi. Len dệt này 370.000. Có đầm đi cưới không yên. Dạ em ngày nào cũng về hàng mà em biết không, không biết cái phơm nào chị Loan đi cưới được á. Áo này nha mấy chị nha. Áo này ở sau có lủng lỗ nè. Áo sau áo này ở sau có đục lỗ nè. Áo này 370.000. Lấy đầm đen của Nguyễn Thị con kẹt nè. Đầm này mà chị Thủy mặc không đẹp nữa đi kiếm em luôn. Em nói thiệt luôn á, đầm này mà chị Nguyễn Thị con kẹt mặc không đẹp nữa đi kiếm em. Nguyễn Thị con kẹt nè, 301. Trời ơi mấy chị ơi, bữa nay sao mấy chị mua yếu dữ mấy chị. Cái này em có về hai mẫu nha mấy chị nha. Len dệt này dưới 80-82kg, nói chung từ 60 tới 82kg. Len dệt này em về hai mẫu. Một màu này với lại một màu đen. Đó, một màu này với một màu đen. Chị nào chốt len dệt này dưới 85kg chốt lên giùm em, dưới 85kg cũng vừa nha. Comment giùm em len dệt 370, màu nâu đất hoặc là màu đen nè. Đây là đen nè mấy chị. Cái này là đen, cái kia là nâu đất. Đó, mấy chị lấy cái chi thì comment lên giùm em nha. Đen và nâu đất. Chị nào chốt đen thì có đen, chị nào chốt nâu đất. Hàng xưởng về kia nhưng mà giờ chưa lên like được. Chị nào lấy đen thì lấy nha, chị nào lấy nâu đất thì lấy ha. Bữa hổm em còn cái áo còn gái. Bữa hổm còn cái áo còn. Để tôi lấy áo vào đây tôi like cho bà coi. Bữa hổm còn cái áo là còn nha. Đây áo này 70-90kg nè. Đây áo này 250. Nè vừa cô Lê Kim la chốt áo nè. Áo này 70-100kg cũng vừa nha. Ở những cái chỗ này là đính đá ha. Đây áo này 250 nè. Loan Vũ đen. Đen là áo không phải chị Loan Vũ. Chị Loan Vũ ơi, chị Loan Vũ này mua hàng bên em rồi được. Đừng cho địa chỉ số điện thoại nữa chị ơi. Đừng cho địa chỉ số điện thoại nữa, em có rồi nha chị. Đừng cho nữa, cái tụi lừa đảo nó sẽ gọi cho chị đó. Mấy chị lưu ý nhớ giùm em cái tiếng nha. Cái nào mà em sẽ không chốt 370.000 nè. 370.000 của chị Loan Vũ, áo len dệt đen nè. Áo nó đẹp lắm. Áo này 70-100kg mấy chị yêu ơi. Chanel mã số 1 nha. Chanel mã số 1 áo len nó 1m55-75kg vừa nha. Không thích. Cái này không mặc rộng được ha. Cái này không mặc rộng được nha tình yêu. Cái len nó không mặc rộng được đâu ha. À đầm đen hả chị? Đầm đen chứ không phải áo đen phải không? Rồi chút em chút nữa em xả áo đen chị. Đầm đen 301 phải không chị Loan Vũ? Ok chị. Đầm đen 301 của chị Loan Vũ nè. Để chút em xả cái áo len ra cho chị. Làm gì mà tuột diêu dữ rồi mấy chị. Đừng có tuột diêu chứ. Đừng có tuột diêu nha mấy chị nha. Áo mã số 1 này là 250.000, 70-100kg nè. Áo mã số 1. Chị nào chốt mã số 1 chốt lên giùm cho em mã số 1 nha. Chị Loan Vũ nè. 301 nè, chút em xả áo cái cho chị. Dạ chốt đầm mã số 1 áo nè. Chị nào chốt áo mã số 1 chốt lên giùm em nha. Áo này 70-100kg. 70-100kg áo mã số 1 nha. Rồi lên cái mã số 2 chanel nâu nè. Mã số 2 là chanel nâu mấy tình yêu. Mã số 2 là chanel nâu nha. Chị nào chốt mã số 2 chanel nâu chốt giùm em 70-100kg đầm đen. Dạ chốt rồi. Mã số 2 là chanel nâu nè. Còn cái một cái mã số 3, mấy áo thun này là từ 70-100kg. Mấy chị mặc theo phơm giấu quần cực kỳ đẹp luôn nha. Còn cái này là mã số 3 nè mấy chị. Đây, đây là mã số 3. Rồi chị nào có chốt cái gì thì chốt giùm cho em nha. Chốt giùm cho em 3 mẫu nè. Mã 1, mã 2 và mã 3. Mã 1, mã 2
Dạ mã 3. Chị nào chưa chốt ba mã này chốt lên giùm cho em ba mã ha. Ba mã mới tình yêu rồi. Rồi lên tiếp tục nè mấy chị. Đây là bộ thể thao dài ngày hôm qua. Bộ thể thao này em có hình như hai size sao? Size dưới 75 và size dưới 75 và size dưới 87 kg. Bộ này là bộ ngày hôm qua nè. Nhưng mà ngày hôm qua còn sót rất là nhiều mấy chị. Hôm qua còn sót rất là nhiều nha. Đây. Em chốt bộ này cho chị Yên Tăng nè. 3X cho chị Yên Tăng. Chị Yên Tăng 330 ngàn nè. Bộ này là quần dài 330. Đây. 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 Ba luôn. Ba hết rồi. Vậy là nó hết hàng luôn rồi đó. Đây bộ 2X nè. Bộ này là quần dài nha mấy chị nha. Bộ này là quần dài. Bộ này là dưới 75, 76, 77 kg nè. Bộ này dưới 75, 76, 77 kg. Chị nào chốt bộ này thì 330 nghìn dùm cho em nha. Bộ này là size lớn chắc Nguyễn Nhung vừa nè. Bộ này size 3X là Nguyễn Nhung cũng vừa nè. Dưới 90 kg cũng vừa đó. Mà bộ này vải đẹp lắm. Nói chung là bộ nào nó cũng na ná nhau mà bộ nào cũng đẹp hết. Bộ dài này 330 nghìn. 330 nghìn nè mấy chị ơi. 330 nghìn. Cái này là size nhỏ nè. 330 nghìn bộ này nha. Ủa Trang, cái phơm này là đầm phơm ngắn hay phơm táo gối vậy Trang? Lẹ buồn ngủ quá. Bà ơi tôi phải nhớ bà ơi, tôi không nhớ là tôi đói sao bà. Cái đen ở ngoài là mày may phơm bằng cái dài luôn hay là mày may chổng chơ vậy Trang? Rồi qua mẫu nha mấy chị nha. Qua mẫu đi. Chị nào hỏi áo đưa áo lên không trả lời tiếng nào vậy mấy má? Mấy má ơi, mấy má kêu con lên áo xong mấy má không nói tiếng nào gì mấy má. Ví dụ mấy má nói còn mẫu nào khác hay gì vậy, mấy má không nói tiếng nào, không nói năng tiếng nào hết mấy má. Nhận hai cục hàng chứ chưa chồng phát, lộn, vậy. Sao mấy miệng cứ chốt, mấy miệng cứ bắt đầu chốt cái này xong rồi có cái khác đẹp hơn, mấy bà xả cái trước cái chốt cái sau, tôi không biết làm sao luôn á. Em nhận được hàng rồi, đẹp lắm chế Phúc Văn Châu. Bữa giờ mới nhận được hàng hả Phúc Văn Châu? Cái đầm này của Linh Trần nè. Linh Trần 500 nè. Áo khoác đây thì mấy chị có rồi. Hỏi lên lại đi mấy chị. Áo khoác mà 450 ngàn á mấy chị. Đây áo khoác 450 ngàn, em có size 90kg em cũng có size nha. Mà áo khoác này hai lớp dày lắm. Áo khoác này mà lơ tơ mơ là mấy chị mặc sẽ bị hơi bị nóng á. Lơ tơ mơ là áo khoác này mấy chị mặc hơi bị nóng nha. 450. Hàng xưởng giá 100 mấy, 200, 200 mấy giờ có rồi nhưng mà giờ chưa lên được đâu mấy chị. Áo khoác này mấy chị ơi. Áo khoác tay da nè. Áo khoác này có size, có size tới 90kg nha. Chị nào chưa chốt áo khoác này thì chốt lên giùm em ha. Chưa chốt áo khoác này chốt lên giùm em nha. Bây giờ em lên quần nè mấy chị ơi. Giờ em lên quần cho mấy chị nè. Lên quần nha. Còn mấy bà mà vô hỏi xong rồi đủ má tôi đưa lên mà không nói tiếng nào là lần sau là tôi không có đưa theo ý mấy bà nữa nha. Tính tôi nó kỳ lắm. Ví dụ vô mấy bà sai tôi nó sai này sai kia. Rồi đó, mấy bà đi rồi mấy bà lên rồi mấy bà không nói tiếng nào rồi tôi không có đồng ý. Chứ không phải tôi mấy bà bỏ tiền mấy bà vô muốn sai tôi gì sai là không có chuyện đó nha. Hello.
Ba ơi, ba lấy giùm con cái thuốc dây ở ngoài này ba. Ba lấy giùm con cái thuốc dây chỗ cái bóng điện này ba, đây này này. Dạ. Cô ba ơi, trả quần cho cô ba nha. Trả quần cho ba, phòng riêng trong tủ lạnh đây. Trả quần cho cô ba. Đây là quần váy 140.000. Nè mấy chị coi quần váy hàng Quảng Châu hơi bị ghiền luôn. Quần váy đây. Đây mấy chị. Quần váy 140.000 mấy chị coi giùm em, ở trong có cái nguyên cái quần đùi nè mấy chị thấy không? Đấy 140.000 nha. Nhưng mà mấy chị ơi, quần này là coi như là em gom kho rồi, chỉ còn size 4X thôi. Muốn bệnh nó sao đưa lên đưa xuống cái tay nó đuối luôn. Eo này giờ đo dòng eo nè mấy chị ơi, đo dòng eo nha. Đo dòng eo của chân váy nè. Chân váy này dòng eo từ 94 tới 100. Chân váy này dòng eo từ 92, 94 tới 100 chân váy quần. Rồi chị nào chốt chân váy quần này 140.000 chốt lên giùm em nha. 140.000 chân váy quần mã số 1. Mã số 1 chân váy quần nè 140.000. Chị nào chốt chân váy quần mã số 1 140. Mấy cái này hàng ít lắm mấy chị. Chốt lên giùm em mã số 1 nha. Đây mã số 2 cũng vậy mấy chị ơi. Bluetooth Ngọc Nguyên. Ủa anh Phước làm bill em chưa ta? Bluetooth Ngọc Nguyên. 140 của Bluetooth Ngọc Nguyên nè. Mã số 1. Đây là mã số 2 nè mấy chị. Đây là mã số 2. Đây mấy chị coi giùm em form mã số 2 nha. Mã số 2 là hai bên có túi nè. Ở sau nó có form quần nha. Còn cái kia ở sau là vẫn là form váy ha. Đây mấy chị ơi. Đây. Có áo khoác Nguyễn Kha. Có áo khoác mà. Có size tới 85, 90kg cũng có size. Này là quần váy mã số 2 mấy chị ơi. Cái này là quần váy mã số 2, eo cũng từ 92, 93 tới 100 nha. Quần váy mã số 2, 140.000. Chị nào chốt quần váy mã số 2, 140 thì chốt lên giùm em quần váy mã số 2, 140 nha. 140. Em có nói với mấy chị là eo từ 93 tới 100 nha. Em có nói với mấy chị rồi đó. Nguyễn Nhung nè. Nguyễn Nhung Hà miền Bắc nè. 140 của Nguyễn Nhung miền Bắc nè. Mã số 3. Mã số 3 cũng giống mã số 2. Đây nè gái. Đây là Nguyễn Kha. Size của Nguyễn Kha nè. 90kg cũng vừa nha. Đây. 90kg cũng vừa ha. Có cái hồi nãy ở dưới đây nữa mà giờ nó nằm tí ở dưới rồi tao có moi lên được. Nói chung là hôm nay nhiều mẫu lắm. Cái này size nè. Mã số 2 của Phúc Văn Châu nè. Chờ một chút. Chờ một chút Nguyễn Kha ơi. Em gửi áo có chị nhận được chưa? Mã số mấy vậy? Em bây giờ em không có định hình được bao nhiêu ký giờ nhận. Bao nhiêu ký mặc vừa mà em sẽ định hình từ eo từ 92 tới 100 á. Phúc Văn Châu mã số 2 nè. 140 nè. Có địa chỉ mà có trong inbox mà sao nhớ được. Có trong inbox rồi Phúc Văn Châu ơi. Có đó thì còn đó chứ đâu có mất đâu. Trừ khi nó hát nít bung mà nó mới mất thôi. Phúc Văn Châu 140 nè. Em nhận được hàng thấy rồi. Thấy nãy nội nói nãy giờ rồi. Rồi chị nào chốt quần váy nữa không? Chốt lên giùm em nha. Nãy giờ bán không thấy. Bữa nay có quần sọt không? Có Thanh Vy đang lên nè. Chờ một chút đi Vy ơi. Cái này là mã dít dắt nè. À, cái này là mã dít dắt nè mấy chị. Cũng 92 tới eo 100 nè. Comment giùm em mã số 3 dít dắt. Comment lên giùm em số 3 dít dắt nha mấy chị. 92 tới eo 100. Eo 92 tới eo 100 là ok nha mấy chị nha. Eo 92 tới eo 100. Dít dắt mã số 3 nè. Chị nào chốt mã số 3 chốt giùm em. Hà Hoàng Ngọc. Hà Hoàng Ngọc ơi, em thông báo với chị là eo từ 92 tới 100 nha. Nha, ok chưa?
Eo từ 92 tới 100, bây giờ còn mã số 3 nè, để coi thử mã số 4 có gì. Em thông báo rồi ha, mã số 3 của Nguyễn Nhung. Em thông báo dòng eo nha, tại vì cái này nó không có co giãn, em không định ký được ha. Còn dòng eo là tùy mỗi người. Mã số 4, mã số 3 là của Nguyễn Nhung 104 nè. Đấy chứ không mà chừng à, nói vì sao em không nói. Đây, mã số 4 đẹp không mấy chị? Ồ, nãy giờ mới thấy cái mã số 4 đẹp nè. Chị nào chốt mã số 4 thì chốt giùm em 104. Không, em nói thẳng luôn là phải ca tự canh eo mình nha. Chứ chừng sau này là chật rộng mà báo la em là không được. Cái nào em chốt đó, em chốt sai được cho mấy chị là em sẽ chốt. Còn cái nào không chốt sai được là em sẽ không chốt nha. Mã số 4. Mã số 4 nha. Giờ lên cái mã số 5 nè mấy chị yêu ơi. Cái mã số 5 cũng như mã số 4, hay là mã số 4 có hai cái ha. Mã số 4 có hai cái mấy tình yêu ơi. Tình yêu đến em không mong đợi, lựa mẫu khác đi. Bây giờ em chỉ còn mã số này, mã này là mã số 1 còn cho gái nè. Hà Hoàng Ngọc. Rồi Hà Hoàng Ngọc mã số 1 còn nè. Lấy cái mã số 1 với cái mã số 4 nha Hà Hoàng Ngọc, ok không? Hà Hoàng Ngọc nè. Rồi 104 nè. Lấy cái này với cái mã số kia nha, 104 Hà Hoàng Ngọc. Còn Na Nguyễn coi cái dòng eo nha, chị Yên cho em đổi mã được không? Hỏi đổi đi gái, tại vì hàng bây giờ không có phong view ra quăng một cục, không có biết lấy lại cái nào hết trơn á. Một cái nữa cho Hà Hoàng Ngọc nè. Hà Hoàng Ngọc. Na Nguyễn coi cẩn thận nha, eo từ 92 tới 100 nha. Rồi em sẽ bỏ view Hà Hoàng Ngọc ở sau lưng. Chừng nào chị Hà Hoàng Ngọc cho địa chỉ số điện thoại em sẽ quăng xuống. Còn một cái cho Na Nguyễn Đồng Nai nè. Nói đầu á nha, cẩn thận nha. Hàng này tôi đã thông báo chiều ca là dòng eo rồi nha. Mấy chị không vừa là coi chừng cẩn thận kẻo lửa nha. Số 4 nè, của Na Nguyễn nè. Rồi hết chưa mấy chị? Hết rồi quý vị ơi, bây giờ lên mẫu khác nè. Bây giờ lên tiếp tục mẫu khác nè mấy chị ơi. Lên tiếp tục mẫu khác, chưa biết mẫu gì. Mẫu này là mẫu quần 250 ngàn. Nói chung là quần tây với lại quần kaki bên em là mấy chị cầm nết vải là mấy chị ghiền. Mấy chị coi vải nè. Em cho mấy chị coi nhẹ nhẹ thôi ha, đây nè. Em cho mấy chị coi nhẹ nhẹ mà vải rất là đẹp. Cho mấy chị coi gần nè. Đây, 250 ngàn. Mã này là dưới 75kg. Em lấy cho chị mã số 1 với mã số 4 cuối cùng ở chị Hà Hoàng Ngọc ơi. Số 2 hết rồi. Inbox cho em địa chỉ số điện thoại nha. Lấy em ế 100 là cái gì chị Hòa Hằng Võ ơi. Rồi comment giùm em mã quần dưới 75kg. Mã quần này có hai size. Một size dưới 75 và một size dưới 88. Hôm nay có quần, chờ chút rồi đang lên quần nè. Mấy chị ơi, nói gì quên mất mẹ. Quần này có hai size, một size dưới 75 và một size dưới 88kg. Chị nào chốt quần thì chốt lên giùm em nha. Một size dưới 75 và một size dưới 88kg. Chị nào chốt quần thì chốt lên giùm em quần nha. Chốt quần thì chốt lên giùm em quần nha. Quần này mấy chị. Này là led jean. Led jean thì 108. Chị nào đã mặc led jean bên em thì biết cái độ led jean rồi ha. Inbox cho em địa chỉ số điện thoại mấy chị ơi. Kiểm tra nha. Huỳnh Hân, em nhận được đồ rồi. Có được bộ nhung. Có được bộ nhung với ba quần mặc váy. Vậy còn hai bộ ngủ và cái đầm. Đoàn ân. Áo bèo bao nhiêu? Áo bèo nào á chị ơi? Hà Hoàng Ngọc lên địa chỉ kèm số điện thoại đi. Áo bèo là áo nào chị ơi? Áo bèo nha mấy chị ơi. Áo bèo, ủa lộn, áo bèo gì? Tự nhiên tôi nói theo áo bèo luôn rồi mấy chị. À, gì quên này. Quần. Quần nha mấy chị nha. Quần ha. Quần. Bây giờ lên quần legging nè. 180.000 quần legging mấy chị. Coi giùm em cái form nha. Dạ từ 60 tới 85kg cũng vừa legging đá.
180.000 lấy kim đá. 180.000 lấy kim đá nha. Chị nào chưa chốt lấy kim đá thì chốt lên giùm cho em lấy kim đá 180.000. 180.000 lấy kim đá. Chị nào chưa chốt lấy kim đá chốt lên giùm em nha. 88kg cũng vừa lấy kim đá có được mấy cái nè mấy chị ơi. Lấy kim đá em có được mấy cái nha. Hai cái quần lấy kim này cho khách nè. Khách đặt. Hồng Vương Hải Phòng 108. Áo beo này là sơ mi 70-92-93kg vừa. Chị ơi chị đừng có cho địa chỉ số điện thoại trên này. Chị inbox cho em đi. Inbox em mới chốt hàng. Còn không inbox em không chốt hàng đâu. Cho ở trên này rồi em không chụp bill qua cho chị được là chị sẽ bị cái loại chó mà hay lừa đảo trên mạng nó sẽ lừa đảo. Chị hiểu không? Cho nên là chị phải inbox cho em ấy, chị Hà Hoàng Ngọc ơi. Chị inbox giùm cho em nha. Chứ chị cho trên này là chị bị tụi nó lừa đảo chắc luôn á. Chứ không phải giỡn đâu. Hồng Vương nè, Hải Phòng nè, Legin 108 nè, hàng đặc nè. Chị đừng có cho em trên này. Legin này chị nào 95-98kg cũng vừa nha mấy chị. Legin này nè, Legin 5X nè. Chị nào lấy legging mà từ 80-100kg lấy legging 5X giùm cho em. Legging này là 5X nha. Chị nào lấy thì comment là legging 5X. 180.000 một cái mấy chị mà cho trên này là mấy chị bị lừa đảo chắc luôn. Em nói thiệt với mấy chị á. Đừng có cho trên này. Làm ơn đừng cho trên này với mấy chị. Rồi chị nào chưa chốt legging nữa thì qua mẫu ha. Chị nào không muốn chốt legging nữa thì em qua mẫu legging nè. Đừng cho trên này bị lừa đảo quá chị à. Tụi nó canh trên này lắm. Nhất là bill thành phố ha. Nhất là bill thành phố là bị lừa đảo liền luôn á. Thì đừng có cho trên này. Inbox giùm cho em đi chị. Có bộ thể thao không? Có em. Bộ thể thao 330.000. Sai Vân luôn. Rồi lên tiếp đồ khác nha. Rồi thấy rồi Hà Hoàng Ngọc hai cái nè. Hai cái của Hà Hoàng Ngọc nè. Còn cái chị gì hồi nãy gì đây? Rồi lên tiếp nè. Hôm nay em lên qua em về quần tây cho mấy chị nè. Rồi cầm tới cầm leo lui rồi quăng cái kéo đâu rồi. Áo khoác đi chị, đây lôi cái áo khoác lên chị Nguyễn Kha. Dạ áo khoác chắc tối lên lại chị, giờ lên cái này nữa cho chị rồi là tối lên lại nè chị ơi. Cái áo khoác hôm nay có len dệt, có phơm dài, có đầy đủ luôn á. Áo này chị nào 90kg cũng vừa nha. Áo này 550 nè chị, áo này là len đó chị à. Len nhưng mà len cao cấp đẹp lắm chị thấy không. Len nhưng mà len cao cấp rất là đẹp. Len này là 550.000 nè. Và từ 70-90kg mà bao la nha mấy chị nha. Đó. Áo da caro còn đó chị Nguyễn Kha. Áo da caro 550 nãy em đưa lên cho chị coi nè. Áo da 550 nè chế. Đẹp không? Hơi bị bụi bặm luôn. Rồi bây giờ lên quần nha mấy chị nha. 7 8 7 8 8 áo khoác 550 của chị Hồng Thúy Phạm. Em với chị Hồng Thúy Phạm hết nợ nhau rồi phải không? Khoác len 550 á Lút Ngọc Nguyễn. Hình như còn cái hay sao á. Còn cái Lút Ngọc Nguyễn ơi. Hình như vậy á. Nhớ là vậy á.
Ba từ đúng không? Cái này là còn cái mà không biết nhớ đúng không nữa. Cha coi lại à. Rồi chờ chút con gái à. Rồi hết rồi gái à. Đây còn cái nè. Hơi bị đẹp. Dưới 75kg nha. Hơi bị đẹp nha Lút Ngọc Nguyễn ơi. Nếu mà Lút Ngọc Nguyễn ở gần nó cầm cái mình vải mới sướng lận ha. Trời ơi, cái này mà sáng mặt đi làm là hơi bị đã luôn á Lút. Cái này sáng mặt đi làm là hơi bị sướng luôn á. Nói chung là tôi thích đi lựa đồ đẹp mấy chị à. Em thích đi lựa đồ đẹp lắm. Còn đồ không đẹp không sang chảnh là em không có quốc về. Nói chung là mỗi người nó có một cái gu khác nhau á. À, bây giờ em lên quần này cho mấy chị. 8 nè. Đây số 9, 789 nha. Số 9 là tới 90 mấy ký cũng vừa ha. Số 9 là tới 90 mấy ký cũng vừa nha. Size của em á, 70 tới 90, 92 ký cũng vừa. Quần này nè mấy chị. Quần này. À, quần này nha mấy chị nha. Quần này 250 ngàn, có đủ size. Quần này 250 ngàn, có đủ size nha. Có đủ size. Chốt cho cái này cho cô Nguyễn Ngọc Thu để đổi một cái và bớt tiền lại cho Nguyễn Ngọc Thu nè. Cô Nguyễn Ngọc Thu, cô ba nè. Biết bả còn ở đó không nữa. 250 đổi nè. Trời ơi, quần này có size tới 90-92kg rồi nha mấy chị nha. Quần viền vàng nè. Quần viền vàng có size 90 tới 92 cái, có size số 8 nữa nè. Có size số 789. Quần này em có size 75, 85, 95 kg đó, em phân 3 size cho mấy chị đó. Quần đen này nói chung là quần dài, quần đen này vải hơi bị sướng. Chị ơi, à mới chị mới bỏ bịch là áo. Áo à, một a cái à. Một cái à. Ngọc Anh Nguyễn là Ngọc Anh Nguyễn là 85kg hả? Chốt cho Nguyễn Nhung trước nè. Chốt cho Nguyễn Nhung Hà Nội trước nè. Nguyễn Nhung Hà Nội nè. Áo này mà 250 quá rẻ luôn. Nguyễn Ngọc Anh Nguyễn là size nhiêu ta? Ngọc Anh Nguyễn là dưới 85kg hả? Hay là dưới 95 Ngọc Anh Nguyễn ơi? Ngọc Anh Nguyễn muốn lấy dưới 85 hay dưới 95 quần dài? Trời, quần dài này cái bát hơi bị đẹp luôn á. Ngọc Anh Nguyễn lấy dưới 85 hay dưới 95, chốt lên giùm cái nha. Chốt lên giùm cái để biết chuẩn bị qua mẫu nha. Cái mã đây là mã không có bát ngay bụng mấy chị à. Cái mã này là không có bát ngay bụng. Và chuẩn bị em lên cho mấy chị cái mã có bát ngay bụng nè. Em nhận được đồ rồi, đẹp lắm, cảm ơn chị Hạnh nè. À vậy thôi, để chút mày lấy cái size kia đi Ngọc Anh Nguyễn. Nè Ngọc Anh Nguyễn, lấy cái size này nè. Ngọc Anh Nguyễn lấy quần này nè, size số 9 nè nha. Chị Hương Bùi lấy quần này size số 9 cũng 250 nè Hương Bùi ơi nè. Đẹp hơn không? Nè lấy cái này size số 9 cho Ngọc Anh Nguyễn nha. Lấy cái này size số 9 cho Ngọc Anh Nguyễn đi Ngọc Anh Nguyễn ơi. Và cái kia lấy số 8 thì mày hơi bó cái bụng nó không có đẹp. Cái này thì nó thoải mái, nó vừa vặn hơn. Ngọc Anh Nguyễn nè. Có bát, cái này là có bát nha. Ngọc Anh Nguyễn 250 ngàn. Ôi quần này vải quá tuyệt vời luôn á. Đồ em nhận quần Hương Bùi nè. Rồi Hương Bùi 87kg rồi. Hương Bùi ơi, cho lên inbox nè. Inbox cho Hương Bùi, inbox cho địa chỉ kèm số điện thoại nha Hương Bùi ơi. Hương Bùi inbox cho địa chỉ kèm số điện thoại nè Hương Bùi. Để cái bio Hương Bùi ra sau lưng nha. Chừng nào Hương Bùi cho địa chỉ kèm số điện thoại là chị em chốt hàng cho Hương Bùi ha. Để ra sau lưng nè. Rồi chị nào chốt quần này, chị nào 95kg mặt vẫn vừa nha. Chị nào chốt quần đi chứ quần này tiếc lắm luôn mấy chị. Lâu lâu nó có cái hàng mình dài mà nó đẹp như thế này nè. Rồi lên tiếp quần 320 cho mấy chị nè. Quần 95kg này mấy chị không lấy nữa, sai lầm lớn. Quần vải đẹp lắm.
Quần vải đẹp mê ly luôn, 250 mà quần vải đẹp mê ly luôn nha. Rồi lên quần 320 có size của Ngọc Anh luôn nè. 320 có size Ngọc Anh. Ba trăm hai nè mấy chị, đẹp không? Trời ơi, quá trời xuất sắc luôn á mấy chị. Quần này mà mấy chị không lấy nữa, biết chừng nào mà mấy chị mua được một cái quần đẹp như thế này mấy chị. Đẹp xuất sắc luôn á, chứ không phải đẹp thường đâu ha. Quần này đổi cho bà Nguyễn Ngọc Thu nè. Nè, quần này đổi cho bà Nguyễn Ngọc Thu nè. Nguyễn Ngọc Thu nè, 323 nè. Nè em lên cái mẫu quần này cho mấy chị coi nha. Còn cái này là của khách đặt nè, để em ghi hết xong em like cho mấy chị luôn. Khách đặt, khách đặt 320 nè. Rồi cho mấy chị coi quần 320 nha. Quần 320 này của Nguyễn Nhung nè, Nguyễn Nhung miền Bắc. Trời mấy cái quần này lâu lắm mới có size lớn chị Nhung. Nguyễn Nhung miền Bắc nè, 320 ngàn nè. Mấy cái quần này lâu lắm nó mới có size lớn. Trời ơi, vải đẹp lắm luôn. Vải đây mặc thứ nhất không sầu, không có xù nè. Thứ hai là coi như đứng lên ngồi xuống quá trời đẹp luôn á. Cái quần này mà mấy chị không mua được là không có cái quần nào mấy chị mua giá này đẹp được hết trơn hết trọi á. Không thể nào mấy chị mua được. Quần này lưng không có thấp mà cũng không có cao, nói chung vừa tém lắm. Hương Bùi, kiểm tra Hương Bùi địa chỉ số điện thoại nha. Hương Bùi Hoàng Ngọc Hà. Hương Bùi ơi, lên địa chỉ số điện thoại Hương Bùi ơi. Chứ không 5 phút nữa không có chị em xả riêu á. Rồi bây giờ em lên mấy cái mẫu quần này cho mấy chị nè. Này này của khách đặt luôn nè. Khách đặt số 3 đi. Wow, khách đặt có chưa ta? Thay đồ tròn chút nha. Khách đặt 320. Thanh Vi một cái nè. Chị Ngô Hiền ơi, mẫu này để em coi thử còn không nha. Thanh Vi một cái 320 nè. Em còn mẫu này nè. Cái này em còn ngoài bao ngoài kia nữa mà em chưa biết bao nào luôn á. Hương Bùi có luôn rồi nè. Cái này để em nốt lại nha. Em nốt lại Ngô, chị Ngô Hiền một cái quần. Xếp bộ về rồi mà chưa soạn được. Ý là em có lấy cái bộ Dior 280 đó không? Ủa áo này em không có chốt hả Phúc? Để chút chị like xong em nhắn tin chị giải quyết view cho. À, không có áo khoác riêng nữa luôn. Quần này chị Yên muốn size 65kg là Kim Vân đặt chị đi. Mai chị lấy về cho, tại chị sợ lấy size nhỏ lắm. Nè em có hai cái quần này nè mấy chị, cũng 320 nhưng mà mấy chị ơi, hai cái quần này mấy chị chốt nhanh đây nha. Chứ em không có còn size, em không có còn quần. Nè. Chị nào dưới 82 83kg, từ 70 tới 82 83kg làm ơn chốt. Quần này em có hai cái. Comment giùm em là quần 320 đi. Hoặc là comment giùm em số 4. Mấy chị comment lên giùm em số 4 nha. Hai quần số 4, em còn hai quần số 4 320. Chị nào chưa chốt ba quần số 4 hay chị nào chưa chốt ba quần số 4 320 chốt lên giùm em quần số 4 320 nha. Quần này thì em nói thiệt với mấy chị là vải khỏi che. Vải là coi như dùng từ là chắc như nước cất rồi mấy chị. Không có còn cái chỗ nào che được cái mình quần này hết trơn á nha.
không còn cái chỗ nào che được cái mình quần này hết trơn hết trọi á mấy chị. Chốt lên cái này nữa đây nè, em đưa em Phi đi lấy hàng xi một cái. Chốt lên hai cái quần nữa ra này nữa rồi mình nghỉ nè mấy chị. Rồi em đi lấy quần đen bao nhiêu, Thanh Vi. Quần đen bao nhiêu cho chị xem với, 320 chị. 320 chị Vân Thanh ơi. 320 nha Vân Thanh ơi. Hổm giờ chị Hồng Du Ly đâu, chị chỉ chị Hồng Du Ly. À, vô coi giùm em một cái. Đẹp không mấy chị? 70 tới 82 kg là hơi bị đẹp luôn. Rồi chị nào chốt quần này chốt lên giùm em cái nè mấy chị. Rồi tối gặp nhau nha. Tối nay hàng xếp bộ hàng lửng về nhiều lắm. Quần đen dài. Sao em hỏi quá trời chị không trả lời. Ủa Diễm, chị không thấy luôn á Diễm à. Chị không thấy Diễm luôn á Diễm. Giờ chị mới thấy comment của Diễm nè. Chứ không phải à, quần đen dài. Quần đen dài hả Nhi Phạm? Quần đen dài 70 mấy ký của Nhi Phạm. Đúng là quần này nè Nhi ơi. Nhi lấy quần này nè. Quần kia là quần lửng chứ không phải quần dài. Nhi lấy quần mới này hả? Nhi lấy quần này hả Nhi? Em chưa biết quần này quần đen không. Quần này nếu mà đúng của nó là tới quần lửng. Chị Yên mặc là trên mắt cá một chút vậy à. Đó còn chị nào mà thấp là thành quần dài á. Nhi lấy quần này hả Nhi ơi. Có lấy quần này thì báo giùm em là lấy quần số 4 nha Nhi Phan ơi. Có lấy quần này thì Nhi Phan kêu là lấy quần số 4 giùm ha. 320 của Nhi Phan. Nguyễn Thị Ngọc Diễm chị hỏi lại giùm em trả lời cho. Nãy giờ không thấy chị đâu luôn á. Hồi nãy giờ không thấy comment của chị luôn á. Rồi còn quần này em còn hai cái thôi ha. Quần khác đi chị. À quần dài đây nè Nhi ơi, quần dài đây nè Nhi. Quần dài này của Nhi nè 250 nè. Đây. Ở trên này rất là bình thường nha. Nhưng mà vải vẫn đẹp ha. Hai túi hai bên. Quần đen bình thường nè. Đây Nhi có lấy quần này size Nhi size số 7 thì lấy giùm nha. Quần này trời ơi quần này đẹp lắm. 250. Quần này 250 nha Nhi. Nhi có lấy thì chốt quần này, còn chị Diễm hỏi gì em hỏi đi chị. Lấy chốt cái này cho Nhi nha. Diễm ơi, Diễm hỏi gì vậy Diễm ơi. Nhi Phan 250 nha. Rồi chị nào muốn coi gì nữa thì tối nay vô gặp lại đi mấy chị ha. À, một quần này có hai mẫu. Một mẫu như vậy đúng không? Một mẫu có bát đá đúng không? Và một mẫu này không có bát đá nè. Mà mẫu này thì mới ra ngày hôm nay à, bắt đầu dồn đơn cho tại hôm qua là làm bill hết cho thứ hai đi á. Nè còn một cái quần này 250 Nhi có lấy không? Quần này là quần có ống à nè. Quần này là quần có gợn sóng với lại có đan chéo nè thấy không? Đó. Quần này là có làm nếp đan nè thấy không? Đây Nhi có thấy lấy thêm quần này thì ok chốt nha. Nhi có lấy thêm quần này 250 số 7 của Nhi thì chốt thêm giùm nha. Đấy. Để em coi thử mấy giờ em chạy đi lên lấy hàng xi kịp không nữa. Lấy đi về mai bán. Mai bán mai khỏi đi lấy hàng luôn. Chứ hổng giờ chị xô quá trời. Quá sức mệt luôn. Nhi có lấy thì comment lên giùm chốt cái cho nghỉ luôn ha. Ok là lấy á hả? Ok là lấy á hả My? Quần mấy cái quần đen này em có size tới 95kg luôn á mấy chị. Cho nên là chị nào lấy quần đen này thì chốt lên giùm em quần đen ha.
Chị nào lấy quần đen này là, thì lấy lên chốt lên giùm cho quần đen nha mấy chị nha. Phong Nhi nè. Nhi ok phải không Nhi, hay là ok cũ vậy? À dạ ok Nhi. Rồi, hẹn tối nay 8 giờ rưỡi gặp lại mấy chị nha. Nha mấy chị nha.